anh chữa lại cái phần bài tập hôm trước một tí được không? Nha, bắt đầu nha. Được. Ok, nào, người ta yêu cầu là khẳng định nào là khẳng định đúng khi nói về đường tròn định hướng. Thì các em nhớ rằng này, đường tròn định hướng thì người ta chỉ quy gốc về hướng chứ không quy gốc về bán kính nhé, được chưa? Ok không? Đường tròn định hướng nó chỉ quy gốc về hướng thôi chứ nó không có quy gốc về bán kính. Ok không? Đấy, thế thì mình xem nào. Một đường tròn đã chọn một chiều chuyển động và một điểm gốc đều là một đường tròn định hướng này. Rồi ok, cái câu này nhá, thực ra thì nó cũng không cần điểm gốc đâu nhá. Nếu mà cái đường tròn định hướng ấy thì ta chỉ cần xác định về hướng thôi nha các em. Còn điểm điểm gốc nhá, trong sách giáo khoa người ta có nói về vấn đề điểm gốc không? Không đúng không? Đúng nhá. Người ta chỉ quy về hướng thôi đúng không? Phải không? Trong sách giáo khoa em chưa đường tròn định hướng. Trong sách giáo khoa thì đường tròn định hướng thì người ta chỉ có quy ước nó là quy ước về chiều thôi, em mình đúng không? Tức là nó có một cái vòng tròn như thế này đúng không? Thì nếu mà em chạy theo cái chiều gì nào, chiều ngược kim thì là chiều dương đúng không? Mà xuôi kim thì là gì nào? Âm. Đấy thế thôi nhá. Như vậy thì cái câu này thì em chỉ cần quy ước về hướng thôi anh xem nào. Một đường tròn con này không đúng này, một đường tròn xác định điểm gốc không đúng này, một đường tròn đã chọn một chiều chuyển động và một điểm gốc đều là đường tròn định hướng. Câu này ý D nhá. Đấy, ý D thôi là ok rồi. Thực ra thì nó cũng chẳng cần điểm gốc đâu. Đấy, nó cũng không cần điểm gốc đâu. Đấy. Câu số 2 nhá. Quy ước chọn chiều dương của đường tròn định hướng nhá. Thì chiều dương là chiều gì nhỉ? Chiều ngược nhá, đúng không? Ngược. Ok không? Ngược nhá. Ok không? Đấy. Thực ra quy ước nhá, đã gọi là quy ước thì người ta sẽ dùng một cái tiêu chuẩn chung nhá. Thì thông thường ấy thì người ta sẽ chọn là chiều ngược chiều quay của kim đồng hồ thì nó là chiều dương nhá mọi người. Ok không? Đấy, câu này nó sẽ là ý B. Còn tất nhiên thì các em có thể lựa chọn cái chiều bất kỳ thì cái đấy là theo chiều của các em, được chưa? Các em có thể quy ước đối với bản thân các em là chiều xuôi là chiều dương nhá. Đấy, còn chiều ngược là chiều âm nhá thì đấy là bản thân các em. Còn theo một tiêu chuẩn chung ấy thì cái chiều ngược nó sẽ là chiều dương nhá, được chưa? Đấy cho nên là bài này nó hỏi mình là chiều dương đúng không? Thì em sẽ chọn là chiều ngược nhá. Trên một đường tròn định hướng này, một cung lượng giác AB được xác định bởi, được chưa? Đấy, bởi xác định như thế nào? Thì chúng ta cần có tia đầu và tia cuối đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta cần như thế nào nào? Một cung lượng giác thì xác định được bao nhiêu góc các em? Một cung lượng giác. Ừ, chính xác, nó xác định được một tức là nó vô số góc ấy. Các em xem nó có hôm trước nó có một cái định lý là cái định lý gì nhỉ? Trong sách giáo khoa ấy. Nó có cái tên định lý mà định lý Sackler ạ? Sackler đúng không? Đấy, Sackler. Và nó có một cái đuôi là gì? Các em còn nhớ không? Cái đuôi nó là cộng thêm k lần cộng thêm k nhân 360. Đúng không? Đấy, thì cái đấy nó là vô số nhá. Cứ mỗi một con k là các em sinh ra một góc nhá. Ok không? Đấy. Thì cái này là vô số. Ok không? Vô số. Vô số nhá. Ví dụ như thế này này. Ví dụ nhá, đây là một cái vòng tròn đi, để anh lấy một cái ví dụ cho các em dễ hiểu. Đây là O nhá, O này đúng không? Đây là A nhá, ok chưa? Đấy, cái thằng B anh lấy vào cái chỗ này đi, đây thằng B anh lấy vào cái chỗ này, đó, ok chưa? Thì cái góc mà được xác định bởi cung AB nhá, ok không? Đấy, thì có thể nó chính là cái góc từ A đến B này luôn, ok không? Nó chính là góc OA này và OB, đó, đây là một góc nhá, nhưng mà bây giờ em chơi gọi là chơi cùn hơn một tí này. Bình thường thì em chỉ đi từ A này, em hình dung không? Em chỉ đi từ A, em chạy từ em chạy đến B em dừng lại nhá, được chưa? Thì đấy là một kiểu. Nhưng mà bây giờ em chơi cùn hơn, em lại chạy thêm một vòng nữa cho anh nhá, ok không? Được chưa? Khi đã đến B rồi em lại chạy thêm một vòng nữa thì có phải em vẫn quay lại B không? Đúng chưa? Đấy, thì cái góc này này nó vẫn bằng với cái góc là OA phải OB mà em cộng thêm một vòng đúng không? Cộng thêm một vòng là cộng thêm một lần của bao nhiêu độ đây? 360 đúng không? Đúng không? Thì nó vẫn là về đúng điểm B thôi, đúng chưa? Đấy. Hoặc là OA phải OB này đúng không? Em cộng thêm hai lần của 360 nhá, đúng không? Em cộng thêm bao nhiêu lần của 360 đi chăng nữa thì em vẫn về đúng cái điểm B này thôi, được chưa? Đó, thì lúc đấy cái góc mà người ta lấy thì người ta chỉ lấy là cái góc ban đầu thôi này. Đó, còn những cái góc ở phía sau ấy thì hầu như là trong cái quá trình tính toán là người ta sẽ bỏ hết đi.
đó, nó không mang nhiều ý nghĩa, để chúng ta chỉ tính cái góc ban đầu thôi nha. Còn nếu mà nó chắn vào cái thằng AB này thì sẽ có vô số nhá, ok không, có vô số. Câu số 4 nhé, khẳng định nào là khẳng định đúng khi nói về góc lượng giác. Rồi, góc lượng giác thì các em chỉ cần trên đường tròn định hướng thôi nhá, chứ cũng không cần đường tròn có bán kính bằng một này đâu. Đấy. Ok chưa? Trên đường tròn định hướng nhá, được chưa? Đây. Chọn anh đáp án cuối này này. Ok không? Này, cái góc mà nó có phân biệt đầu cuối nhá thì nó mới là lượng giác nhá các em, được chưa? Ví dụ nhá, ví dụ này, các em nhìn vào cái hình này, anh sẽ lấy ví dụ cho các em xem. Chúng ta có một cái đường tròn như thế này, đúng không? Đấy. Đây là O này, đây là A nhá, đấy, và đây là B nhá, ok chưa? Đó, chúng ta vẫn hiểu rằng là quy ước chiều dương là chiều ngược chiều kim đồng hồ nhá, ok chưa? Còn chiều âm là chiều xuôi kim đồng hồ nhá, được chưa? Đấy, vậy nếu mà em viết như thế này này, nếu em viết OA phẩy OB đúng không? Đó, thì ví dụ ở đây anh lấy cái góc này là tầm 40 độ nhá, được chưa? Đấy, nó bằng 40 độ. Thì em đi từ A đi đến B, em hình dung không? Em đi từ A, đây này, em đi từ A này, em đi đến B là em đang đi theo chiều dương, như vậy nó là dương 40, được chưa? Đấy. Nhưng mà nếu mà em viết ngược lại nhá, em viết ngược lại là OB phẩy OA đúng không? Thì cái góc này nó sẽ làm sao nào? Em lại đi từ đâu về đến đâu đây? Có phải em đi từ B đến A không? Hình dung không? Đấy. Em đi từ B đến A như vậy nó là bao nhiêu? Nó là âm 40, hình dung không? Đấy. Nó là âm 40 nhá. Thì lúc đấy cái giá trị nó sẽ khác nhau nhá. Hình dung không? Các em thấy không? Nó giá trị nó khác nhau nhá. Cho nên là người ta mới phải đi phân biệt. Các em hình dung không? Người ta phải đi phân biệt cái điểm đầu và điểm cuối. Ok không? Đó, tức là bài này là phải có cái thứ tự từ A đến B thì là bằng 40, nhưng mà từ B về A thì là âm 40 nhá. Nó khác so với góc hình học nhá. Góc hình học thì người ta sẽ ký hiệu như thế này này, đó là góc AOB. Đúng không? Nhưng cũng sẽ bằng góc BOA luôn. Được chưa? Đấy thì bằng 40 nhá. Cái góc này người ta gọi là góc hình học. Góc hình học, được chưa? Đấy, thì các em thấy rằng là góc hình học nhá là nó sẽ không có phân biệt đầu đuôi, được chưa? Không phân biệt nha. Không phân biệt đầu đuôi này. Thứ hai là cái độ lớn của nó nhé, độ lớn của nó thì không bao giờ có thể vượt quá được 180, ok chưa? Nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ, ok không? Và lớn hơn bằng 0 độ nhé các em, được chưa? Góc hình học thì nó cũng sẽ không có âm được nhé, được chưa? Đấy, không âm, không âm, tức là lớn hơn hoặc bằng 0 độ nhé, ok chưa? Đấy là góc hình học, ok chưa? Không phân biệt đầu cuối này, được chưa? Về mặt số đo thì không thể nào mà vượt quá 180 và cũng chẳng thể nào âm được. Được chưa? Nhưng mà góc lượng giác nhé, đây, các em nhìn này, hai cái ví dụ ở bên tay trái các em, đó là góc lượng giác nhé. Thì góc lượng giác nhé, các em thích âm cũng được, thích dương cũng được, đấy, thích âm cũng được, thích dương cũng được, và nó phải quy ước về hướng nha các em, quy ước về chiều chuyển động. Được chưa? Khi người ta đã viết ra như thế này thì người ta phải biết được rằng là OA là tia đầu, OB là tia cuối, vậy là cái anh này anh ấy phải đi từ A đến B. Được chưa? Anh này phải đi từ A đến B. Còn ở trong trường hợp bên dưới này thì OB là tia đầu, OA là tia cuối, thì anh này anh ấy phải đi từ B về A nhá, ok chưa? Phải đi từ B về A, đấy, được chưa? Hai cái thằng khác nhau nhá, được chưa? Bắt đầu nhìn nhìn được một số cái sự kiểu khác biệt cho anh em. Mọi người có nhìn được một vài cái điểm khác biệt không? Có. Ừ, đấy nhá, đấy, hai hai cái đối tượng khác nhau đúng không? Có cần anh viết ra ngoài không? Không cần rồi. Ok. Nếu mà mọi người không không loát được thì mọi người nhớ bảo anh nha. Nào tiếp tục nào, khẳng định nào là khẳng định đúng khi nói về đường tròn lượng giác nhá. Ok, thì đường tròn lượng giác là đường tròn gì nào? Đường tròn lượng giác bản chất nó là một đường tròn định hướng, tức là trên đó nó có hướng đúng không? Đúng chưa? Nó có hướng nhá. Rồi sao nữa nào? Sao nữa? Có Có bán bán kính kính là bằng, một. đúng rồi, bắt buộc phải có bán kính bằng một, đúng rồi. Tâm nó ở đâu? Tâm nó ở gốc ạ. Tâm nó ở gốc nhá. Ok, rồi thế thì chúng ta sẽ chọn này. Một đường tròn định hướng, các em thấy chưa? Một đường tròn định hướng nha. Có bán kính bằng mấy đây? Bán Một kính bằng một. Tâm trùng với góc tọa độ nhá, thì là một đường tròn lượng giác, như vậy câu này ý cuối đúng nhá. Ok chưa? Đó. Ok không? Này, mình học thì nó sẽ có hai loại đường tròn nhá. Thôi bây giờ anh nghĩ là anh sẽ viết để anh tổng kết lại cho các em đi, để cho chúng ta đảm bảo về cái mặt nội dung nhá. Ok không? Đó, chúng ta sẽ phân biệt cùng nhau nhá. Anh em mình từ từ anh em mình học đi. Đó, cũng không phải vội đâu, bây giờ còn hè mà. Chúng ta có hai loại góc này. Về góc nhá, thì chúng ta sẽ có thứ nhất là góc gì kia? Góc hình học, đúng không? Đúng chưa? Góc hình học, và bên này sẽ là góc gì nào? Góc của lượng giác, kịp không? Có. Ok, rồi.
Nào, thế về độ lớn thì làm sao nào? Nếu mà về độ lớn Độ lớn thì lớn từ hơn 0 0 và nhỏ hơn 108. đúng, ok chưa? Rồi, thế bên này thì sao? Bên lượng giác thì sao? Đi từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Ừ, bất kỳ đúng không? Em thích âm cũng được mà thích dương cũng được. Thế nếu mà em muốn dương thì em phải đi như thế nào? Đi ngược lên trên, Đúng ngược chiều rồi, kim. đi ngược chiều kim đồng hồ đúng không? Thế còn nếu mà em muốn âm thì em đi xuôi chiều kim đồng hồ, ok chưa? Đấy. Rồi tiếp tục nhá. Bên này là độ lớn này là từ 0 đến 108, bên này là bất kỳ nhá. Ok, tiếp tục này. Bên này là sẽ không quy ước, được chưa? Hoặc là không phân biệt. Không phân biệt đầu cuối, ok chưa? Không phân biệt đầu cuối, nghĩa là gì? Nghĩa là góc AOB đúng không? Với góc BOA là làm sao? À, là giống nhau. Ừ, là giống nhau. Cho nên là ở hồi cấp 2 ấy, các em nhớ không? Hồi cấp 2 khi mà các em viết những cái góc ấy, các em viết là góc AOB hay là BOA thì cô giáo vẫn làm sao? Vẫn công nhận cho các em bình thường, đúng không nào? Đấy. Nhưng mà bên góc lượng giác thì làm sao rồi? Là có phân biệt nha các em. Có phân biệt đầu cuối, ok chưa? Có phân biệt đầu cuối. À, ký hiệu nó cũng khác đấy nhá. Người ta sẽ không viết là góc AOB như thế này đâu, mà người ta viết như thế này, OA phẩy OB nha các em. Được chưa? Đấy, thì nó sẽ khác so với gì nào? OB phẩy OA có đúng không? Đúng chưa? Đấy. Nào, cái con này thì là các em đi từ đâu đến đâu nào? Đi từ A đến đâu? Đến B đúng không? Đấy, trong khi đó thì bên này em lại đi từ đâu nào? Đi từ B đúng không? Về đâu nào? Về A, thấy chưa? Khác nhau chưa? Ok không? Kịp không đấy anh em? Kịp không? Ừ, Có ok, đấy nhá. Rồi. Đấy, đấy là về vấn đề góc nhá. Rồi, tiếp tục là về vấn đề gì nữa nhỉ? Là đường tròn định hướng. Đường tròn định hướng. Đúng không? Nào, đường tròn định hướng thì chúng ta chỉ có quy ước về gì thôi? Chúng ta có quy ước về chiều một đúng và rồi. bán à, Quy chiều ước về chiều thôi đúng không? Quy ước về hướng tức là về chiều đấy, chính xác, về chiều. Chiều thì chúng ta có chiều gì nào? Chiều dương và chỗ chiều âm đúng không? Rồi, đấy. À, nó có quy ước về bán kính không? Không nhá. Ừ, đấy, không cần bán kính. Không cần bán kính. Rồi, không cần bán kính. Tiếp tục cuối cùng nào, đường tròn. Đường tròn lượng giác nào. Đường tròn lượng giác thì sao? Thì à, thứ nhất là phải có bán kính bằng mấy? Bán kính bằng 1, đúng không nào? Đúng chưa? Bán kính bằng 1. Thứ hai là có quy ước về chiều không? Có đúng không? Đấy, vẫn quy ước thôi. Quy ước về chiều. Đấy, thấy chưa? Như vậy thì ta thấy rằng là bản chất của đường tròn lượng giác nhá. Đường tròn lượng giác thực chất chính là một đường tròn định hướng nhưng có quy ước thêm về gì nào? Về bán kính, có đúng không anh em? Chuẩn chưa? Ok không? Đấy. Thì hôm trước thì chúng ta đã nghiên cứu được đến một số cái vấn đề như như thế này, đúng không? Đấy. Thôi bây giờ mình sẽ xem tiếp nhá, cái vấn đề đổi từ độ sang radian và ngược lại. Được chưa? Để đổi được từ độ sang radian ấy, này, từ độ nhá mà sang radian thì chúng ta có một cái cầu nối là gì nào? Các người anh em còn nhớ không? Alo, alo. Alo. Các người anh em ơi, nào chúng ta có một cái cầu nối để chúng ta đổi được từ độ sang radian và ngược lại là gì anh em? Nào, 2 pi ừ, 2 bằng pi 360 radian, chính xác, 2 pi radian thì tương ứng là bằng là 6 360 độ nhá, ok chưa? Bên này là độ, kịp không anh em? Ok chưa? có Rồi, đấy chúng ta chỉ cần cầu nối này chúng ta có thể giải quyết được mọi bài toán rồi. Nào, bắt đầu từ câu 6 nhá. Đường tròn có đường tròn ở trên đường tròn cung có số đo 1 radian đúng không? Thì anh em nhìn này, 1 radian anh em sẽ phải viết vào cột bên trái hay là cột bên phải đây? bên trái Ok, anh em viết vào đây, 1 radian. Nào, anh em lấy máy tính đúng không? Đấy, chúng ta lấy máy tính ra. Anh em lấy này, 1 nhân nhân chéo 1 này. 1 nha. Nhân chéo với 360, được chưa? Đấy, và chia cho gì nào? Chia hai cho pin chia cho 2 pi đúng không? 2 pi. Đó, anh em cứ nhân chéo chia nhá. Được bao nhiêu độ đây anh em? Rồi, 57 phẩy mấy độ đúng không? Ok. Rồi, thế nhưng mà cái bài này người ta lại yêu cầu là gì? Cung có độ dài bằng đường cái gì đây? Bằng đường kính này, cung có độ dài bằng nửa đường kính. Ok rồi, thế thì cái câu này để anh sẽ viết ra đây cho mọi người xem một chút nhá. Ok không? Được không? Được không?
Ok không? Tại vì cái câu này nó bắt mình tính cái độ dài đúng không? Đấy, nó có cái độ dài cơ. Đấy. Nếu mà xét trên quan điểm độ dài để anh viết sang bên kia đi, anh viết sang bên kia. Tại vì cái chỗ này thì cái chỗ này nó không bắt tính ra độ. Đây. Cái câu này anh giải thích chi tiết nhé, không là lú cái đầu mất. Đây nhá. Một cái đường tròn có số đo là 1 radian đúng không? Là chúng ta có này. Nếu mà xét về độ nhá thì 2 pi radian thì tương ứng là bằng 360 độ. Được chưa? Đấy. Ok, thế thì nếu mà anh em cần 1 radian, 1 radian. Đấy thì anh em tính được cái độ bên này là bằng bao nhiêu nhỉ? Hồi nãy tính được bao nhiêu độ anh em? Bao nhiêu độ anh em? Đây. Bao nhiêu độ đây anh em? Đây. 1 này nhân 360 đúng không? Và chia cho 2 pi thì được bao nhiêu độ anh em? 50 mấy độ ạ? 57,29 độ đúng không anh em? Chuẩn chưa? 57,29 độ nhá. Đấy, 57,29 độ. Đúng chưa? Như vậy anh em thấy rằng là có đáp án nào là 57,29 độ không? Có không? Không có đúng không? Ừ, không có nhá. Thế thì bây giờ anh em sẽ tính theo theo chiều dài đúng không? Nào. Đánh xem nào, ông nào thì vào đây. Đây, ok. Để bây giờ anh tính theo chiều dài nhá. Rồi, cái này là độ này, độ và radian. Ok, bây giờ anh sẽ tính theo chiều dài nhá. Chiều dài nhá. Nào. Chúng ta có như sau này. Chu vi của đường tròn tính thế nào? Anh em còn nhớ công thức không? Hello, hello nha. Ừ, chính xác. Nào, chu vi thì nó bằng 2 pi nhân với R. Nào, mà một một cái chu vi ấy, em hiểu rằng là một chu vi là gì? Là một vòng tròn đúng không? Có Là đúng không? xong luôn. Ừ, một vòng tròn thì là bằng bao nhiêu radian? Đây nha, viết bên đây là cm đi cho nó dễ hiểu nhá. Đây cm này. Được chưa? Hai radian. Bằng 2 pi đúng không? Radian kịp không? Bằng 2 pi radian kịp không? Ủa. Ừ, rồi thế bây giờ nhá, người ta yêu cầu cung có số đo bao nhiêu radian đây? Bao nhiêu? Cũng số đo một ạ. Một radian đúng không? Vậy em sẽ viết được của bên phải. Một radian đúng không? Thì bằng bao nhiêu cm nào? Em đổi sang bên đây. Nào. Một nhân con này chia con này đúng không? Thì được bao nhiêu? Rồi. Ừ, chính xác đúng không? Đấy, một nhá, thấy không? Một nhân với 2 pi đấy, anh viết từ từ đây nhá. Một này nhân với 2 pi r này đúng không? Chia cho gì nào? Hai chia cho pi 2 pi đúng không? Đấy thì 2 pi và 2 pi triệt thì còn gì thôi? Còn r đúng error. không? Ừ, như vậy bên này bằng r cm. Như vậy thì cung đấy có chiều dài bằng gì các em? Chiều dài chính Bằng bằng nửa đường kính ạ. chính bằng nửa đường kính, chính xác, bằng nửa đường kính, như vậy là ý D nhá. Ok chưa? Đấy. Chiều dài bằng nửa đường kính. Đó. Nên là cái này mình phải gọi là phân biệt được hai hai anh nhé. Thôi rồi, từ giờ anh sẽ viết anh khi mà anh viết này anh sẽ viết rõ đơn vị ra cho kem ấy, để kem đỡ bị lẫn nhá. Ok không? Cố gắng một Được. chút. Ok. Như vậy là câu này là ý cuối này. Nào, khẳng định nào là khẳng định đúng. Ok, khẳng định nào khẳng định đúng. Bài này nó bắt em đổi gì đây? Đổi pi radian đúng không? Sang gì nào? Sang độ đúng không? Ok Đang nhá. đụng. Ok. Nào hôm trước anh có bảo là gì? Về nhà thì mấy đứa nhớ cho anh một số cái gì nào? Một số cái góc đặc biệt đúng không? Phải chưa? Thôi. Thôi bây giờ anh sẽ viết lại một tí nha. Thôi bây giờ mình cứ đổi từ từ đi, bởi vì là anh nghĩ là có những người chưa chưa thích nghiên cứu ấy, chúng ta từ từ nha để cho các bạn theo cùng. Chúng ta có này 2 pi radian đúng chưa, thì tương ứng là bao nhiêu độ nào? 360 ạ. 360 độ đúng không? Bây giờ em cần cần gì nào, em nhìn này, người ta yêu cầu em đổi gì nào? PR độ. Pi radian đúng không, thì sang được bao nhiêu độ có đúng không? Đấy, đây để tìm một con hỏi chớm thì em lấy là gì nào? Pi Chia nhân đôi. 360 được bao nhiêu, chia cho bao nhiêu nào? Chia 2. Chia cho 2 pi đúng không? Đấy, thế thì pi với pi triệt chưa? Rồi. Chia rồi đúng không? 360 chia 2 được bao nhiêu? 180. 180 nhá. Ok, 180. Rồi, mọi người nhớ cho anh cái sơ đồ là gì? Chúng ta nhân chéo nhá. Nhân chéo này, lấy con này này, nhân chéo nó lên. Nhân chéo nó lên, rồi sau đó chia cho cái thằng còn lại nhá. Nhân chéo và chia cho thằng còn lại thì nó ra cái thằng hỏi chấm. Đấy, thế thôi. Cứ từ từ nhá, mọi người cứ từ từ mọi người làm được. Được chưa? Đó, như vậy là chọn cho anh là bằng 180 nhá, ý C. Ý C. Rồi, ý C nhá. Nào, tiếp tục này. Nào,
số 8 nào. Câu số 8 nó bắt em đổi cái gì? Ủa, cái này nó bị to quá à? Đây, để paste nó ra đây đi. Đây, ok. Nào, câu số 8 thì nó bắt em đổi cái gì? Cho đổi lên Radian ra độ. Ừ, đổi từ Radian sang độ đúng không? Đổi mấy Radian? Một Radian đúng không? Ok, thì em có là gì nào? 2pi. Ừ, Radian thì bằng 360 độ. Ừ, thì bằng 360 độ đúng không? Thế bây giờ em cần đổi một Radian đúng không? Thì thành ra độ. Ừ, bao nhiêu độ đúng không? Thì em sẽ có biểu thức như thế nào nào? 1 nhân 360 chia 2pi. Đúng rồi, chia cho 2pi. Em rút gọn đi. Bằng 180 chia pi. Đúng, 180 chia pi. Rồi, có đáp không? Để ạ. Ừ, rồi, ok. 180 chia pi ý cuối nhá. Đấy, mọi người chỉ cần nhân chéo này. Nhân chéo và chia thẳng còn lại nó ra ngay. Đấy, câu 8 chốt là 180 chia pi nhá. Ý cuối. Rồi, ok. Ừ, đừng học công thức nha mọi người. Ở trong sách nó có hai công thức. Mọi người đọc công thức là mọi người lú đấy, lú cái đầu đấy. Nên là chúng ta sẽ hiểu về bản chất của nó nhé. Để chúng ta làm từ từ. Mọi người cứ từ từ là mọi chuyện nó sẽ được thôi. Nào, vẫn biết rằng nào, 2pi radian đúng không? Thì tương ứng là ở 360 độ đúng chưa? Nào bây giờ đổi bao nhiêu độ nào? A độ. A độ thì phải viết đúng cột độ nhá. Nào, A độ này. A độ thì đổi về radian đúng không? Nào nhân lên nào. A nhân 2pi đúng không? Chia bao nhiêu? 360. Đúng rồi. Đấy, nhân chéo nhá, em nhân chéo và chia ngang rồi, nhân chéo lên. Nào rút gọn đi. AB 180 trên 180. Ok, có đáp không? IC. Đúng rồi, AB trên 180 là IC. Đấy. Nó có nhanh quá không? Không. Ừ. Rồi. Nào, mấy đứa này có nhanh không? Có đúng không? Chắc là cũng hơi nhanh. Không đi rồi, nhiều anh ạ. Ờ, ok. Ờ, nếu mà không kịp thì phải bỏ anh nhá, được chưa? Anh sẽ cố gắng là bây giờ anh sẽ viết, tức là anh sẽ viết hết đơn vị ra để cho các em không bị nhầm lẫn nữa. Đấy, ok. Nào, cố gắng ký nữa nhá. Ờ, học cái công thức ở trong sách ấy thì nó dễ lú đấy nhá, nó dễ lú á. Mà kiểu mình sai công thức một cái là thôi, là mình tèo luôn à. Đấy, thế là thôi, mình cứ làm bản chất nhá. Nào, tiếp tục nào. 2pi radian đúng không? 2pi radian thì bằng 360 độ. Ok, nào viết cho nó đúng cột là được. Bao nhiêu độ đây? Ừ, 3a độ đúng không? Thế thì viết ở cột bên tay phải này. 3a độ nhá, thì sang bên đây là bao nhiêu đúng không? Nhân chéo lên. 3a nhân với 2pi chia cho mấy nào? Chia cho 360 đúng không? Rồi, ok. AB trên 60. Ừ, cái này được bao nhiêu nhỉ? AB trên 60. 60 à? Ừ, 6636 đúng không? Ừ, chính xác đấy, như vậy nó được là AP trên cho 60, có đáp không? Dạ. Yeah. Ừ, ok, rồi xin con A này vào. Ok chưa anh em? Đấy, AP trên 60. Rồi, câu 10 nha. Vậy là IA. Thật tí tết nhỉ? Ô, thế thì chứng tỏ về anh em làm cũng máu đấy. Thôi thì bây giờ sẽ đánh tiếp sang bên đây luôn. Chào anh chị nhé, anh xem sinh nó nhắn cái gì. Anh ơi, cho em ngồi lớp online của anh được không? À, ok. Rồi. Nào đổi số đo nhé. Nào, các em cứ từ từ cho em biết này. Bao nhiêu nhỉ? 2pi này. Radian đúng không? Đấy. Đừng có 360 độ này. Đấy. Làm nhiều quá bây giờ nó lú hết cả cái đầu luôn. Bao nhiêu độ thế em? 70. 70 độ nhá. Ok, 70 độ này đúng không? Thì sang bên này là bao nhiêu? Đấy, kem nhân chéo nhá. Đúng không? Kem đấy là 70 này. Nhân 2pi này. Chia cho 360 anh. Được chưa? 7/18pi. 7/18 à? Ok, cảm ơn em. 7/18 đi. Thế là ý cuối à? Không, nó phải là ý C chứ. Đó, ý C chứ, đúng không? Ờ, ý C. Ừ, ý C rồi. Đấy. Nào. Ừ, câu này cũng hãy làm thế tiếp nhá. Để anh có cái tẩy tẩy ở đây. Để anh có cái tẩy, để anh sẽ tẩy em đi cho nhanh. Đấy. Rồi, ok. Nào, câu này anh em mình cần phải đổi bao nhiêu? 108. 108, ừ, thì em viết ở cột độ nhá. Em viết đúng cột rồi nó sẽ ra luôn. 108 độ này. Đấy, em nhân chéo lên. 108 này, nhân 2pi, chia 360. Ok, đấy, thì nó ra luôn à. Cứ từ từ mà viết. Yeah. Yeah đi. Ok. Rồi.
đấy nhá. Thế thì bây giờ những cái câu còn lại này, những câu đổi thì về mấy đứa tự tự đổi hộ anh nhá, được chưa? Đấy, thì anh chỉ có một yêu cầu nhỏ nhỏ này thôi này. Khi mà chúng ta viết ra nhá, thì cột bên trái là cột gì nào các em? Đơn vị gì đây? Cột bên trái là cột radian. Ừ, còn cột bên phải là cột gì đây? Độ. Độ, ok. Thì khi mà đổi đơn vị nhá, thì chúng ta chỉ cần làm sao thôi? Từ viết đúng cột, đúng không nào? Chỉ cần viết đúng cột cho anh thôi là tự nó sẽ ra nhá. Kịp không? Ok chưa? Đấy thôi, về nhà tự xử lý nốt nha. Rồi, để anh xem là phân đổi này là thuận lợi hết rồi gì? Xử được hết không? Được. Chắc là được đúng không? Đổi có cần đổi một con âm không? Thử cũng được. Ừ, thế thử một con âm nhá. Lọc bừa cho anh một con âm đi. Nào anh em chọn bừa một con âm đi. Xong rồi anh đổi cho. Âm hoặc là bao nhiêu cũng được. Thế con 20 nhỉ? Ừ rồi, ok. Nào chúng ta sang con 20 luôn nhá các em. Các em đừng sợ câu này. Nào các em có này, 2 pi radian đúng không? 2 pi radian thì bằng 360 độ, đúng chưa? Em viết cho đúng cột là được nhá. Nào vậy thì em nhìn này, đây là đơn vị gì nào? Âm 2 chữ radian. Ừ thì em phải viết là cột tay trái nhá, đúng chưa? Viết cột tay phải là kéo luôn đấy nhá. Bây giờ em viết đây cho anh này, âm 2 radian đúng không? Đó thì bằng bao nhiêu? Lại lấy thôi, âm 2 nhân 360 đúng không? Tất cả chia cho gì nào? Chia cho 2 pi đúng không? Nào chúng ta lấy máy tính nha. Các em lấy máy tính các em bấm nha. Ở trong mốt 1 chẳng hạn này, em sẽ bấm này, phân số này, âm 2 đúng không? Nhân 360 này, được bao nhiêu chia cho gì nào? 2 pi kịp không các em? Kịp không? Em bấm bằng nhá. Được chưa? Em bấm bằng này. Sau đó em bấm vào cái nút tròn tròn này, cái nút độ này, em bấm vào nút này một lần nhé, bấm vào đây. Rồi. Nào em thấy nó ra bao nhiêu nào? C. Ừ, ý xe à? Nào chúng ta kiểm tra xem nhé. Âm 114 độ này, 35, đây là 35 gì nhỉ? 35 phút đúng không? 35 phút, đây là 29,61 giây. Ok, như vậy thì cái này mình chọn là ý ý xe là có vẻ ổn đấy, đúng không? Được chưa? Ý xe là có vẻ ổn. Ờ, người ta có yêu cầu làm tròn gì không? À, người ta yêu cầu cả tính cả đếm giây nữa này các em này. Như vậy thì các em chọn là ý xe nhé. Thực ra thì cái này nó, theo anh thì nó cũng chưa được tốt lắm. Cái này thì theo anh là phải làm tròn lên thành 30 giây, được không? Bởi vì 0,61, 0,61 là lớn hơn 0,5 thì thông thường người ta sẽ làm tròn lên nhé, nhà mình nhá. Được không? Phải nhà mình thôi. Được không? Ừ, thì thông thường thì người ta sẽ phải biết nó là 114 độ này, 35 phút này và 30 giây nhé. 30 giây ở đây mới chỉ có được là 29 giây thì nó cũng chưa chưa tốt lắm. Ok, nhưng mà thôi, C là cũng là một đáp án rất là ổn rồi. Đấy. Được chưa mọi người? Được không? Mọi người bấm vào cái nút này nhá, nó sẽ đổi này. Đấy, nó sẽ đổi qua lại nhá. Đó, đổi. Ok chưa? Mấy đứa có kịp không? Mọi người kịp không? Kịp không? Được anh. Ừ, ok. Đấy. Không kịp thì bảo anh. Nào, tiếp tục. Về độ dài của cung tròn. Ok luôn. Độ dài của cung tròn. Đấy. Thì chúng ta có một công thức để chúng ta chuyển đổi như sau. Nào, ai quên thì ghi lại cho anh ra chỗ nào đó nhé. Để chúng ta dùng này. Đó là này. Chu vi C. Chu vi C nhá, thì nó bằng là gì nào? 2 pi nhân r, đơn vị sẽ là gì nào? cm đúng không? Đấy, cm nhá. Và cái này thì tương ứng là bằng bao nhiêu độ các em? Bằng 360. Ừ, bằng 360 độ. Nhưng cái này cũng sẽ tương ứng bằng bao nhiêu radian? 2 pi radian thì bằng. Được chưa? Đó, thì lúc này nó sẽ có 3 cột nha các em. Nó sẽ có 3 cột nha. Đấy, bây giờ nhiệm vụ là gì? Chúng ta cần phải viết đúng cột nha. Nào các em nhìn này, cột đầu tiên sẽ có đơn vị là gì các em? Santi, thì không? Cột đầu tiên có đơn vị là santi nhá. Cột thứ hai có đơn vị là gì các em? Là độ, được chưa? Và cột thứ ba là có đơn vị là gì nào? Radian, kịp không? Alo, kịp không anh em? Kịp không đây? Ủa? Ừ, đấy. Anh em hiểu rằng là chu vi nhá. Chu vi là độ dài của mấy vòng tròn hả anh em? Mấy vòng tròn ạ? Ừ, một vòng tròn đúng không? Chu vi chính là độ dài của một vòng tròn. Thế thì một vòng tròn có phải chính là 360 độ không? Đúng chưa? Ừ, và một vòng tròn thì cũng bằng gì luôn? Bằng 2 pi radian. Đấy, anh em hiểu được không ạ? Chúng ta có ba cái đơn vị nhá, ba đơn vị này, đơn vị sang pi này, đơn vị độ này và đơn vị radian này. Ok chưa? Đấy, có ba đơn vị nhá, cho nên là làm việc nó phải cẩn thận tí đúng không? Ok, bắt đầu nhá. Nào, câu 21 nào. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đố? Nào,
số đo của cung tròn thì tỉ lệ với độ dài của cung đó. Có đúng không? Có đúng không? Đúng, đúng không ạ? Đúng ạ. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì sao? Thôi anh em cứ hiểu này cho nó dễ nhá. Góc càng lớn thì cung càng dài. Có hiểu không nhỉ? Góc càng lớn thì cái cung nó càng dài ra thôi. Có hiểu không? Hiểu không? Đấy. Mà góc càng bé thì cung nó làm sao ạ? Nó càng càng ngắn lại, đúng không? Đấy, thế thôi. Đúng không? Câu 1 này là ia nhá. Câu 2 này xem nào. Nào, tính độ dày L này của cung này trên đường tròn ở bán kính rồi. Anh viết sang bên kia nhé, được chưa? Anh viết sang bên kia này. Anh sẽ cố gắng là làm sao anh chỉ thật từ từ thôi, thật từ từ thôi nhá. Thì các em cố gắng các em theo dõi một tí là anh nghĩ là các em hiểu được ngay mà. Đây. Nào. Các em này, tính độ dài L của cung trên đường tròn có bán kính bằng 20 nhá, thì các em phải tính nguyên cả cái chu vi ra trước. Đây các em nhìn này. Nào, chu vi C thì bằng gì nào? Công thức. 2pi r nhân r bằng bao nhiêu luôn? R bằng 2pi nhân 20. Đúng rồi, thì bằng bao nhiêu? Bằng 360. Ừ, bằng 40pi. Đơn vị là gì? cm. Ok nhá, nhớ này, chu vi thì phải có đơn vị là cm nhá. Được chưa? Đấy, ok. Thế thì cái này có phải tương ứng là bao nhiêu radian? Là tương 2pi radian. Ừ, 2pi radian. Kịp không hả mấy đứa? Kịp không? Đó, một bên là cm nhá, thì một bên là radian. Kịp chưa? Nào bây giờ viết cho nó đúng đơn vị vào cho anh này. Người ta yêu cầu này, số đo của cung bằng bao nhiêu đây hả mấy đứa? Số đo của cung là pi trên 16. Pi trên 16 đúng không? Vậy các em có này, chỗ này này, viết cho nó đúng nha. Pi trên 16 radian đúng không? Này anh bảo nhá, anh dặn này. À, cái đơn vị radian ấy thì người ta sẽ không có viết chữ radian đằng sau nhá các em. Được chưa? Đấy, nhớ nhá, cái chỗ này này, radian ấy người ta sẽ không có viết cái gì đằng sau này đâu. Người ta chỉ viết mỗi pi trên 16 thôi. Thì mấy đứa phải tự hiểu cho anh đó chính là đơn vị radian nhá. Ok không? Thì nó mới ra. Nào bên này đánh cho anh dấu hỏi chấm nào. Nào hỏi chấm nào, bắt đầu tính này. Nhân chéo đi, bao nhiêu? Pi trên 16 nhân bao nhiêu? Nhân 40. Ừ, nhân 40pi được bao nhiêu chia cho? Đúng rồi, chia cho 2pi. Đấy, lấy máy tính ra nhân nhá. Cái này thì anh bấm bằng máy tính cá nhân cho nhanh nhá. Pi này, trên 16 này, nhân với 40pi này, chia cho mở ngoặc 2pi bằng. Xong bấm S sang D nhá, bấm cái nút S sang D để nó đổi cho mình nha. Bao nhiêu? 3,93. Ừ, 3,926 đúng không? Như vậy là 3,9 mấy nhỉ? 93. Ừ, cm, kịp không? 3,93 như vậy là ý nào nào? Ý à. Ừ đấy, thấy chưa? Thầy giáo cho 3,93 với 3,39 nhá kìa. Thì là, đấy, thì là kiểu như là ông nào mà cứ đi chép bài nhau là có khi hẹo đấy, đúng không? Nghe lại không ra 93 với cả 39 này, chép bài nhau là chết, đúng không? Ok chưa? Rồi. Ừ. Ban đầu em tính là em tính xong em ra độ rồi, xong em đổi từ độ ra radian. Ai dạ, mày hơi lòng ngoan. Lòng vòng phết nhỉ. Nào, mấy con rời này có tính được không? Có hiểu gì không? Hiểu hiểu sương sương không? Đấy, vậy nếu mà có vấn đề gì bảo anh nhá, được chưa? Bấm bấm vào cái nút này này, nó có cái nút nút này là nút giơ tay à, đúng không? Đấy đấy đấy, thế là có cái tín hiệu đấy là anh sẽ biết ngay. Thế nhá. Rồi ok, xử lý tiếp này. Ok rồi, câu này nó là bao nhiêu nhỉ? 3,93 đúng không? Rồi tiếp tục. Đấy, cái này các em cứ từ từ các em tính này, là auto nó ra thôi, không khó đâu. Đấy, không khó đâu. Cứ học ít ít nhưng mà nó hiểu được rõ cái bản chất là được rồi. Còn sau này các có những cái chiêu để chống thầy giáo rồi lo. Nào, bài này nó cho bán kính bằng mấy đây các em? 20. Ừ rồi, như vậy em có này, C thì bằng 2πr đúng chưa? Thì bằng 2π nhân 20 thì bằng bao nhiêu? 40π. Đơn vị sẽ là gì đây? Cm nhá, ok không? Cm. Và cái này tương ứng với nó là bằng bao nhiêu? 2π radian, kịp không? Kịp không? Ừ. Bài này nó cho mình cái gì đây? Đường tròn có số đo 1,5. Đấy, các em thấy chưa? Nó có biết đơn vị không? Nó không hề biết đơn vị nha. Vậy nó không biết đơn vị thì các em phải hiểu nó chính là radian. Đấy, thì các em mới làm được, đúng không? Bên này là 1,5 radian, kịp chưa? Đó, thì bên này là bao nhiêu đúng không? Đấy, các em nhân chéo lên cho anh nhé. Nhân chéo lên 1,5 này nhân với 40 pi này, được chưa? Được bao nhiêu các em chia cho bỏ ngoặc 2 pi nhá. Đấy,
Thì các em bấm xem nó bằng bao nhiêu cm nhá. 30. 30 đi. Ok. 30. Ok. Đấy, 30 cm. 40 à mấy đứa ơi? Được. 30 cm. Đấy. Mấy đứa bấm nhân cái nó ra liền à? Thấy chưa? Chỉ cần làm sao thôi, viết đúng cột, đúng không? Một cái yêu cầu rất cơ bản đúng không nào? Viết đúng cột, đấy, các em cứ viết đúng cột đi thì tự nó sẽ ra thôi, nhá. Không khó đâu. Rồi để anh lọc xem nào, có những cái câu nào nữa thì để các em sẽ luyện tập nhá. Chưa? Em sẽ luyện tập. Rồi, câu 24 này thì nó lại là gì nào? À, các em thấy nó có độ chưa? Có thấy có độ không? Ừ, độ nhá, thì bây giờ các em lại phải dùng dùng cái độ nhá. Đấy, dùng cái độ. Đấy, chứ ra không dùng ra em nữa. Đấy. Chưa? Này, ngày xưa nhá, ngày xưa lúc mà anh đi học ấy, thầy nói là anh lú cái đầu luôn. Đấy, thầy nói là anh bị lú đấy. Ban đầu kiểu thầy nói là ngợp lắm, tính là sai cửa lưa luôn. Đấy, tại vì thầy toàn dùng cái công thức ở trong sách ấy, ông thầy cho và thầy chia cho một phát. Thế mình khi mà mình đọc đến cái công thức đấy mình thấy nó rất là khó, tại vì nó có hai thằng. Đấy, nhiều khi mình chả biết là bây giờ mình phải dùng dùng cái công thức nào. Đấy. Không làm được bài. Nào anh em cẩn thận này, bài này nó cho cái gì nào? Cho cái gì đây anh em? Đường kính đúng không anh em? Đúng chưa? Nó cho đường kính bằng 20, thế thì chứng tỏ bán kính bằng bao nhiêu anh em? Hả? 10. Ừ, chính xác, bán kính này chính là bằng con R nhá, đúng không? Nó bằng 10 nha anh em. Nào bắt đầu anh viết, anh em viết ra đây này. Chu vi C thì bằng 2πr, đúng không? Thì bằng 2π nhân nhân 10, đúng không? Thì bằng bao nhiêu? 20π, đơn vị là gì anh em? cm. Và chu vi, đúng không? Thì tương ứng là bao nhiêu độ anh em ơi? Một vòng tròn là bao nhiêu độ? Có phải là 360 độ không? Đúng chưa? Kịp không? Đúng không? Đấy, thế bên này anh em sẽ có là bao nhiêu độ ạ? 35 độ, đúng không? Thì tương ứng là bao nhiêu? Được chưa anh em? Đấy, bây giờ anh em lấy máy tính anh em nhân chéo nhá. Em lấy này, 35 nhân với 20π được bao nhiêu chia cho 360. Đấy, thì nó sẽ ra luôn. Lấy đến hai số thập phân nhé. Được bao nhiêu anh em? Alo, alo. Anh em đâu rồi? Hai chữ số thập phân nhé anh em. Còn bao nhiêu ạ? 6,10 mấy ạ? 11 đúng không? 6,11 cm đúng không? Đấy, như vậy là anh em chọn ý B. Anh em có ra giống tôi không? Ủa? Ừ, ok, ui cái anh em bấm ra giống tôi là ổn quá rồi. Đấy, thấy chưa? Này, đây là đơn vị gì anh em? Độ đúng không? Thì anh em cũng phải viết cho nó đúng cột nhá. Đấy, cứ đúng cột mà anh em viết thôi là nó sẽ ra ngay. Đấy, đúng cột nhá, đúng cột mà viết. Đấy. Ừ. Nhưng mà mang cái này lên trên lớp thì chắc là thầy giáo sẽ đánh giá là thằng này hơi nhà quê. Tính toán theo kiểu của bọn tiểu học. Đấy, nhưng mà thôi cái gì dễ thì dùng. Đấy. Rồi. Nào, anh em thử tính câu 25 xem nào. Câu 25 này các người anh em tính hôm qua ra bao nhiêu rồi? B. Thì B à? Ok, giờ chúng ta sẽ tính check lại một chút nhá. Mình đã cho sẵn bán kính này anh em này. Đấy, nó cho sẵn bán kính nhá. Thì anh em viết ra nhá. Nào, chu vi C bằng bao nhiêu? C bằng 2πr đúng không? Anh em thay số một tí nào. 2π bán kính bằng mấy đây? Bán kính bằng mấy đây? Bằng 20 đúng không? Đấy, như vậy kết quả là bằng bao nhiêu? 40π đúng không? cm nhá. 40π cm này thì nó tương ứng là bao nhiêu radian? Tương ứng là bao nhiêu radian? Tương ứng là 2π radian đúng không? Đó, nhưng nó cũng sẽ tương ứng là 360 độ, có kịp không anh em? Kịp không? Alo, alo. Kịp không em? Em đang nghe. Em đang nghe ạ. Rồi, chết rồi. Nào, có 3 cột nhá, có 3 cột này. Cột đầu tiên đơn vị là gì nào? Anh em nhìn cùng tôi nào, đơn vị là gì? Cm, đúng chưa? Cột thứ hai đơn vị là gì ạ? Radian, đúng không? Và cột cuối cùng đơn vị là gì anh em? Là độ nhá, kịp không? Đấy, rất chậm, kịp không? Bây giờ anh em quan sát cho tôi này. Người ta yêu cầu anh em đổi này. Nào, thằng này đơn vị là gì anh em? Đơn vị của nó là gì đây? Cm. Là cm, anh em phải viết vào cột thứ mấy ạ?
cột thứ mấy? Có ba cột thì viết Cột là thứ cột ba. đầu, cột đầu tiên phải đúng Cột cột thế nào nhỉ? đây này, em thấy này, cột sang ti không? Nào, cột sang ti thì em viết vào đúng Vâng. cột sang ti đấy nha, em cứ đúng cột em phèn vào cho anh 40 phần 3 đúng không? cm đấy, ok chưa? Thì sang bên đây là hỏi chấm này, sang bên đây cũng là hỏi chấm đúng không? Thế ví dụ bây giờ nhá, em thích tính cột số 2 này hay là cột số 3? Nào, thích tính cột nào? Tính luôn, cột nào cũng chiến. Anh tính cột 2 Hai trước. trước đi. Ừ, ok, nào, thế thì thằng số 2 sẽ bằng này, đi này, nhân chéo nhá, 40 phần 3 nhân chéo này 2b đấy, nhân chéo đúng cột của nó nhá, đúng không? Chia cho gì nào? Chia cho 40b, có kịp không? Đó thì nó sẽ ra. Thế còn thằng nào muốn tính cột số 3 đúng không? Thì bọn em chơi cho anh công thức cột số 3 nhá. Nhất là phải nhân đúng cột của nó nhá, nhân chéo lên 40 phần 3. Được chưa? Nhân chéo lên 360 độ. Được chưa? Chia cho đấy 40 kịp không? Ừ, đấy, nó sẽ ra thôi. Đấy. Trời ơi, cái thằng này sao mày ăn nói nhỏ nhẹ thế? Rồi. Nào, nếu mà tính ở cột thứ hai nhá. Cột thứ hai thì có phải nó bằng là 0,0667 không? Radian không? Đúng chưa? Đấy, còn nếu mà tính theo cột thứ ba nhá. Cột thứ ba thì được bao nhiêu nào? Được bao nhiêu? 38, 197 độ đúng không? Chuẩn chưa? Như vậy thì chúng ta chốt là như nào? Ý B. Đúng không anh em? Kịp không? Kịp không? Nào, kịp không đấy? Kịp không? Kịp ok. À, cái công thức chu vi bằng 2pi rồi học ở lớp mấy có biết không? À, thằng nào bỏ lớp 12 thì buồn Cấp lắm. 4. Lớp 11 thì càng buồn. Học ở lớp 5 nhá. Được chưa? Học ở lớp 5. Ủa, lớp 5 là các em tính chu vi tính hình tròn đấy, đúng không? Đấy, suốt ngày các em tính đấy. Được chưa? Và bây giờ chúng ta dùng lại. Anh chỉ có yêu cầu nhỏ là chúng ta viết cho nó đúng cột thôi. Các em cứ đúng cột các em viết. Không bao giờ nó nhầm được. Nhưng mà nếu mà các em bỏ nhầm cột là thôi đấy nhá. Bỏ nhầm cột là thôi đấy, ngồi ngồi khóc luôn đấy. Được chưa? Đấy, nhớ nhá, đúng đơn vị là được. Nào, tiếp tục nhá. Câu này là ý B. Rồi. Nào, anh sẽ chữa tiếp một tí nữa đi, vì anh cảm giác là hình như là vẫn vẫn chưa thạo thạo lắm đâu đúng không? Trời ơi. Chữa thêm tí nữa nhá. Ok không? Nào, sang câu 26 này. Kể cả sau mà có học bài mới, anh có thể gửi video qua cho học cũng được, không phải lo đâu. Cứ học cho nó hiểu chắc đi đã. Câu 26 nào. Một cung tròn có độ dài bằng hai lần bán kính. Được chưa? Rồi, em kể cái chi tiết đấy đã. Em cứ viết này cho anh đã nào. C thì bằng gì nào? C thì bằng, IPR. đúng rồi, 2πr. Và cái này tương ứng là bao nhiêu radian? IP. Ừ, đúng rồi, bằng 2π radian, ok nhá. Rồi, để cho nó dễ hiểu nhá. Để cho nó dễ hiểu thì bài này anh lấy đơn vị sang pi đi. Nhá, em nhớ này. Em nhớ này, đơn vị nhá. Đơn vị của cái thằng chu vi ấy, được chưa? Chu vi nhá, hồi lớp 5 em học ấy. Chu vi thì phải có đơn vị là gì? Là cm đúng không, là đơn vị dài đúng không, còn diện tích thì phải là đơn vị là cm vuông đúng không, đấy những cái đấy chắc em vẫn còn nhớ chứ, nhớ không? Nhớ. Ừ, thì anh sẽ viết thêm đơn vị vào để cho em dễ phân biệt nhá. Nào, bây giờ em đọc đề này, người ta cho cái gì nào? Một cung tròn đúng không, có độ dài bằng bao nhiêu? Hai lần bán kính. Ừ, vậy thì cái chiều dài của nó bằng bao nhiêu nào? Hai rồi. Đúng, 2r, chính xác, đơn vị là cm. Ừ, thế thì sang bên đây là bao nhiêu radian đây này, nó hỏi này, số đo theo radian của cung đó là bao nhiêu ấy, tức là nó hỏi mình là cột bên này là bao nhiêu đúng không, hiểu chưa? Đấy, bây giờ cho nhân nhân chéo lên rồi chia xuống nhá. Nào, 2r này nhân với 2π này được bao nhiêu, chia cho 2πr. Nào, rút ruột công trình cho anh ạ. À, rút gọn đi. Ừ, 2 với 2 triệt này, r với r có triệt không? Có ừ, pi pi với pi cũng triệt đúng không? Thế còn mấy thôi? Còn hai, vậy xúc là ý nào? B. Từ ý B. Đấy, bắt đầu nhìn nhận được một chút chưa? Đấy, nhìn nhận một chút được chưa? Khó quá không? Khó quá không? Khó quá không mấy đứa?
Khó à. Cố gắng đúng không, cố gắng một chút. Thực ra học cái này chỉ được một câu thôi các bạn. Đấy, bây giờ lên trên lớp em học ấy, em sẽ thấy rõ ràng ngay lúc mà đi thi giữa kỳ nhá. Thi giữa kỳ chỉ được có một câu thôi, đúng một câu các bạn. Đấy, đúng một câu. Còn lại nhá, còn lại thì chúng ta phải giải các cái phương trình ấy. Đấy, chúng ta mới kiếm được nhiều điểm. Còn cái này thì nó chỉ được một hai câu thôi. Đấy, một hai câu. Thế thầy dạy toán trên lớp có dễ tính không anh nhá? Không Không dễ tính à? Hay là thầy bắt học học nhiều không? Thầy bắt học nhiều không? có Bắt học nhiều lắm à? Nhà thầy vẫn bắt học à? vâng, sáng nay bọn em học một cái bài xong Hay dạ, có thấy khó quá không? thấy được. Ừ, thấy cũng không khó lắm đâu đúng không? Đấy, thế là ok rồi. Đấy. Thầy đổi bằng công thức hay thầy đổi theo kiểu của anh? Đi theo kiểu công thức. À, thầy có cái công thức đúng không? Cái gì mà bi trên 180 đấy hả? Đúng Thầy rồi. có công thức đúng không? Ừ, trong sách giáo khoa đấy. Xong bắt đầu thầy thay vào thầy đổi đúng không? Ừ, đúng. Nhưng mà Em vẫn đổi làm theo kiểu của anh. đổi theo kiểu đấy anh thấy nó lú lắm thật sự. Không, thực ra là có những người học được công thức em ạ. Đấy, ví dụ như cái Huyền ở đây chẳng hạn đúng không, nó học được công thức thì nó lại thấy theo cái kiểu đấy thì nó lại dễ. Cái Huệ lại bảo em lại thích công thức thì nó đổi theo kiểu đấy dễ. Còn anh em mình làm theo kiểu hơi nhà quê một tí thì là thì là mình sẽ viết ra đúng không? Để thế thôi. Đó, Mà không nó sao, quen. nó ra là được mà đúng không? Thế là ra là được. Câu này là ý này nhá. Nào, thôi hôm nay khả năng là anh muốn sẽ chữa cho đến khi nào mà anh em bảo là em hiểu hết rồi em chán lắm rồi thì ở anh đấy 40 câu thôi, khoảng 13 câu nữa, cố gắng nhá. Nào sửa tiếp đi anh em ơi. Nào, tiếp tục cứ viết ra nào. C thì bằng 2 pi r đúng chưa, đơn vị là gì nào, cm cm. Ok, thì con này bằng bao nhiêu radian? bằng 2 pi. 2 pi radian rồi. Ok đấy, cứ viết cái này ra trước đúng không. Bây giờ người ta yêu cầu là cái gì nào? Cung tròn đúng không, có độ dài bằng gì đây? 1/6. Ừ, độ dài bằng 1/6 độ dài biểu đường tròn. Nào, cung tròn mà có số đo độ dài nhá bằng 1/6 độ dài biểu đường tròn nghĩa là gì? Bằng 1/6 bán kính. Có vẻ không ổn. À bằng bằng bán kính chia 3. Ừ, cũng không ổn lắm. Thế bây giờ chúng ta bóc tách từng con đi. Thế bây giờ anh hỏi các em này, độ dài của nửa đường tròn là cái gì đã? À nhầm, pi r chia 3 nhỉ. Mày mày cứ đọc cái đấy. Anh hỏi mày này, độ dài của nửa đường tròn là cái gì? Độ dài của nửa đường tròn là pi r. Ừ, đúng rồi là pi r đấy. Thằng này nó chỉ thuộc theo mặt công thức thôi anh em ạ. Độ dài của cả đường tròn thì người ta gọi là chu vi, được chưa? Người ta gọi là chu vi. Còn nửa đường tròn tức là nửa chu vi, được chưa anh em? Ok chưa? Đấy. Thế bây giờ anh em viết vào đây này. Nào, 1/6 nhá. 1/6 đây, đây. 1/6 nhân với độ dài của nửa đường tròn đúng không? Anh em lấy là 1/2, được chưa? Đấy. Cả đường tròn thì là bao nhiêu nào? 2 pi r thì thôi anh em. Thì không? À ừ nhỉ. Đúng chưa? Nha. Nào anh sẽ bóc tách từng từng cái một nhá, em nhìn này, em từ từ nhá, em nhìn này. 2 pi r chính là chu vi. Được chưa? Thì em hiểu 2 pi r là chu vi. Chu vi là gì? Là cả đường tròn, đúng không? Là cả đường tròn. Bây giờ em cho thêm 1/2 nữa thì là gì? Nửa Một nửa. đường tròn. Bây giờ em lại thêm con 1/6 nữa thì đúng là cái yêu cầu của đề chưa? Đúng chưa? Đấy. Chọn luôn. Rồi thì bên này chúng ta xấp xỉ là bằng bao nhiêu đúng không? Nào chúng ta bắt đầu nhân chéo chia ngang nha. Nhân chéo lên. Bắt đầu lấy này, 1/6 nhân 1/2 nhân 2 pi r đúng chưa? Đấy. Rồi, nhân gì nữa nào? Nhân thêm 2 pi đúng không? Nhân thêm 2 pi được bao nhiêu chia cho gì nào? Chia Chưa cho học anh nhiều rồi. 2 pi r. Nào rút đi. Rút được cái gì rút hết hộ anh nào. 2 pi r này, rút một phát. Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi đúng không? Thế chỉ còn bao nhiêu thôi? À vẫn còn này. Số 2 này này. Với số 2 này hết chưa?
hết chưa? Đây rồi đúng không? Như vậy còn bao nhiêu anh em tính đi trên đấy? 6. Đúng rồi, đi trên 6, vậy xích cho em bấm đi trên 6 vào. Đấy, thấy chưa? Được chưa? Cố gắng nhá, cố gắng lên. Còn chục phút đúng không? Hết giờ nhé, cứ học đến hết giờ thì tạo bằng mới xong. Anh thấy cả cái phần này em toàn kiểu làm đuổi đúng không? Em bị đuổi Radian. À thế à? Thế là ừ hơi. Tao mới biết cái kiểu đuổi PR 2P ấy. Ừ hơi lòng hoàng đúng không? Đây này, thực chất là nãy em có biết ba cột đấy, có ba cột thì em từng cuốn nhá, thì em có thể dùng cột này hoặc cột kia nhá. Anh sẽ chưa hết đi, anh sẽ chưa hết để cho em thảo đã, được chưa? Không, không phải sợ đâu. Riêng được anh đã bảo rồi, sau này ngồi một máy tính hết đi mà thầy em không thể chống lại Casio được đâu. Đấy, nhưng mà giải tự luận thì tất nhiên là chịu chết. Giải tự luận thì thầy cho lòng hoàng bắt học sinh biến đổi thì tất nhiên là chết rồi, còn trách nhiệm thì thầy không chống được đâu, phải khẳng định luôn. Xanh chín với thầy giáo chứ. Ngắn coi tám nhá. Một cung có độ dài bằng 10 cm này, có số đo bằng radian thì là 2,5, được chưa? Thì cả đường tròn đúng không? Thì có bán kính là bằng bao nhiêu? Ui, câu này là hơi phức tạp nha. Câu này là hơi phức tạp. Nào, chúng ta quan sát anh Khánh viết nha. Anh vẫn viết từ từ thôi. C thì bằng 2πr, đơn vị là cm nhé, đúng không anh em? Đúng chưa? Thì cái này tương ứng là bao nhiêu radian? 2π radian. Ok. Bây giờ các em bắt đầu các em bơm hết cái thông số mà người ta cho các em vào này. Cung này có độ dài bao nhiêu? Bao nhiêu đây? 10 cm. Các em viết ở cột tay trái, cột tay phải. Trái. Đúng, chính xác, tốt. Nó phải đúng đơn vị đúng không? Thì bên này nó là 10 cm. Đúng chưa? Thì tương ứng là bao nhiêu radian? Bao nhiêu đây? 2,5. Ok, 2,5 radian đúng không? Rồi, thì bây giờ các em lại chơi giỏi nhân chéo thôi. Nào, tích chéo ở trong hai cái con này phải bằng nhau nhé. Tức là em sẽ giải cho anh như sau này. 2pi r nhân với 2,5 thì nó sẽ bằng với 10 nhân 2pi, đúng không? Bây giờ đi vào có một là bây giờ gạch cho anh này, nhìn này, 2 gạch chưa? Pi gạch. Ừ, rồi, pi cũng gạch đúng không? Ok, pi gạch luôn. Rồi, như vậy là các em có là gì nào? R chính bằng 10 chia 2 bằng mấy? 4. Ok, đấy, nhìn ra phần đây chưa? Cứ đúng cột mà các em chơi vào nhá, nhấc chéo nó lên. Ok không? Đấy. Đấy chưa? Nào. Ổn không? Ổn không? Được. Ừ, đấy. Nào, cố gắng lên. Nào, 4cm đúng không? Đấy, công dung anh là 4cm này bạn. Ok. Nào. Bao nhiêu độ mà người ta lại còn bi bụng như này nữa. Rồi, thôi kệ nó, đúng không? Thực ra là anh bảo này, khi mà em học công thức ấy, em gặp những cái bài này em cảm giác nó rất là khó xử luôn ấy, thật sự luôn. Bởi vì công thức nó chỉ dùng được trong ở tình huống này hoặc tình huống kia thôi. Mà khi mà gặp những cái bài toán mà nó dây dưa là em thấu như là khó ấy. Đấy. Khó thì em có thể sửa được nhé. Ví dụ như câu 28 cũng kia thôi. Sau này lên lớp em sẽ thấy nhé, khi mà công thức ấy nó sẽ có những cái nhược điểm của nó ngay. Đấy. Nào em quan sát này, câu 29 nhá. Nào. Cái bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong vòng 5 giây. 2 vòng trong 5 giây. Nào, một vòng thì là bao nhiêu pi hả anh em? Hoặc là một vòng là bao nhiêu độ đi. Mình tính theo độ đi cũng được. Được nhá. Anh em nhìn này, cái bánh mà nó quay một vòng ấy. Một vòng thì có phải là 360 độ không? Anh em công nhận với tôi không? Cái bánh xe vòng tròn đúng không? Quay một vòng thì phải là 360 độ rồi. Thế nếu nó quay hai vòng thì là bao nhiêu độ anh em? 720. Đúng rồi, 720 độ. Ok không? Nào tôi biết thế này anh em đã hiểu chưa đã? Được chưa? Đúng rồi. Ok, thế anh em thấy rằng này, cái tốc độ quay của nó là gì nào? Anh em nhìn nhá. Tốc độ quay. Tôi viết ở đây nhá, tốc độ quay. Tốc độ quay nhá thì là 720 độ trong vòng bao nhiêu giây? Trong vòng 5. Bao nhiêu giây? Đúng rồi, trong vòng 5 giây. Anh em có kỳ vọng, tôi biết anh em có hiểu kỳ vọng. Ok rồi, bây giờ nhá, người ta hỏi là gì nào? Hỏi trong mấy giây? 2 giây. Ừ, trong 2 giây viết ở cột nào nào? Viết cột tay phải. Chính xác, đấy, bây giờ trong 2 giây anh em đổi cho tôi xem được bao nhiêu độ nào? 288. 288 độ ấy đi, bấm lại cái cho chắc nào. Đấy,
2 này nhân 720 này chia cho 5 bằng 288 độ đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi ok. Nào, anh làm đến đây thì đã hiểu chưa? Rồi. Ok, nhưng bây giờ nhá, em nhìn này. Nó lại bắt tính theo đơn vị là gì? Radian. Radian đúng không? Ok. Ơ nhưng mà thực ra là cái này nó lại là thực ra là nó hỏi là bao nhiêu độ thì em phải trả lời thực tế nhá. À, theo anh ấy, cái câu hỏi này nó phải là 288 độ mới đúng. Nhưng mà thôi, và anh sẽ đổi sang radian cho em xem. Nào, em bình tĩnh nha. Quên bài toán phía trên đi. Nào, bây giờ tập trung vào bài toán phía dưới cho anh nhá. Chúng ta có này. Nào, 2pi thì tương ứng là bao nhiêu độ đây? 2pi 360. Ừ, 360 độ đúng không? Tức là một vòng tròn đấy. Một vòng tròn thì là 360 độ. Nó cũng có cái độ lớn là bằng 2pi luôn. Bây giờ em cần đổi là bao nhiêu đây? 288. Đúng, thì em viết vào đúng cột cho anh. 288 độ. Đấy, thì bên này sẽ là bao nhiêu? Đấy, thì em nhân lên nhá. 288 nhân với 2pi đúng không? Và chia cho 360. Dạ. Yeah. 8 phần 5 đúng không? Đúng. Ừ, 8 phần 5pi. Đấy, 8 phần 5pi. Rồi, như vậy là ý A. Đấy. Có khó quá không? Có khó quá không? Không. Ừ, đấy. Ừ, thế có cách nào làm nhanh hơn không? Có đúng không? Mình tính trực tiếp cũng được mà. Được chưa? Và anh thử tính trực tiếp cho Kem xem ấy. Xem Kem có thể hiểu được không nhá. Ok không? Được. Ừ nào, Kem xem cho anh cái tốc độ quay như sau. Tốc độ quay này. Nào, người ta nói này. Nào, quay bao nhiêu đây? Nhìn nào. Bao nhiêu nào? 2 vòng trong 5 giây. Ừ, 2 vòng trong 5 giây. 2 vòng là được bao nhiêu radian? 2 vòng là được 4 radian. Đâu, 4 pi radian. Đúng rồi, chính xác. Phải là 4 pi radian. Vì 1 vòng là bao nhiêu? 2 pi. Đúng, 1 vòng là 2 pi. Đúng không? Vậy 2 vòng phải là 4 pi. 4 pi theo radian. Đúng chưa? Thì hết mấy giây? 5 giây. Đúng rồi, hết 5 giây. Bây giờ cho mấy giây thôi? 2 giây. Đúng rồi, cho 2 giây thôi. Đấy, thì bên này sẽ là bao nhiêu? Đấy, em thử lên chia xuống cho xem có ra không. Đấy, 2 x 4 bằng 8 đúng không? 8 chia cho 5, chuẩn chưa? Đấy. Kịp không, kịp không? Được. Ok, đấy nhá. Rồi, nhưng mà thôi, cái nào dễ hơn thì em tiếp cận thôi. Nào, bây giờ sang tiếp nào. Kịp không? À, ôi chết rồi, còn dưới 1 phút rồi. Thôi tạo phòng mới nhỉ. Tạo phòng mới nhá. Sau này mọi người có thể xem thoải mái mà. Cái này nó xem đi xem lại cũng được. Chả sao đâu. 8 phần 5 đúng không nhỉ? Nãy ra 8 phần 5 đúng không? Đúng không? 8 phần 5. Ừ. Ok. Rồi, gần hết rồi, gần hết rồi. Cố gắng lên. À, còn câu cuối này. Nào mọi người cố gắng nhé mọi người ơi. Câu cuối dễ thôi. Câu cuối rất là dễ. Nào, mọi người nhìn thấy cái bánh lăng bao giờ chưa? Rồi đúng không? Giống như ở cái bánh líp xe đạp của mình ấy. Nào, chúng ta quan sát này. Một cái bánh xe có 72 răng. Đấy, ok. Nào, thế thì 72 cái răng đấy nó sẽ xếp trên một vòng tròn đúng không? Đúng không? Ừ, như vậy chúng ta quan sát được rằng là gì? 72 cái răng thì tương ứng là bao nhiêu độ một vòng tròn? 360. Chính xác, 360 độ. Thế anh em cần quay bao nhiêu răng? 10 răng. Rồi, ok, 10 răng. Đấy, thì tương ứng là bao nhiêu, đúng không ạ? Anh em nhân lên chia xuống thôi. Nào, bắt đầu đi anh em. 10 x 360 chia cho 72 bằng 5. Bao nhiêu? 50. 50. Ok, chốt con này. Đấy. Có kịp không hả mấy đứa ơi? Có. Kịp không? Hả? Ờ, admin đi. Đây rồi. Mọi người kịp không? Kịp không? Mọi người bật mic ấy, mọi người... Nói chuyện là mọi người có mic thì nói chuyện các thứ nó vui hơn. Về nhớ đấy nha, về sắm cái mic đi đấy. Về kiếm cái mic. Có gì nói xấu được chứ? Đấy. Nhiều khi muốn nói lại chẳng nói được thì hơi hơi buồn. Đấy, nhớ nhá, về sắm cái mic. Hoặc là cắm cái tai nghe vào điện thoại. Mình đưa cắm cái tai nghe vào cái điện thoại là nó cũng sẽ nói chuyện được mà, đúng không? Hoặc là máy tính ấy. Có cái tai nghe mà có cái cổng 3.5 ấy. Cắm vào.
Tiếp tục nhé. 50 độ này. Ok. Rồi, sang cái vấn đề số 5 này. Cái vấn đề số 5 nhé. Vấn đề số 5 thì chúng ta sẽ có một cái kỹ thuật người ta gọi là chặn khoảng nhé. Được chưa? Người ta có một kỹ thuật người ta gọi là chặn khoảng. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái kỹ thuật này để chúng ta làm. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu nhé. Được chưa? Chúng ta bắt đầu. Ok. Rồi, anh sẽ hướng dẫn các em bằng máy tính ở trên cái phần này cho các em dễ hiểu nhá, được không? Alo, nhà mình ơi. Alo, alo. Ừ, rồi, bắt đầu này. Bắt đầu nhá. Các em nhìn này, người ta cho mình một cái góc lượng giác, đúng không? Đấy, được chưa? Nó cho sẵn công thức chưa? Cho sẵn công thức rồi đúng không? Thì các em quan sát, các em thấy rất là dễ, các em có là gì nào? 22 độ này, 30 phút này, đúng chưa? Cộng với K nhân 360 độ, đúng không? Thì bằng 1822 độ này, 30 phút. Thế vấn đề đặt ra là K bằng mấy, đúng không? Ship zone, đúng không? Đấy, câu này chỉ cần ship zone thôi. Có những câu phức tạp hơn thì anh sẽ hướng dẫn kiểu khác nhé. Nhưng câu này thì chỉ cần ship zone thôi. Các em chỉ cần cho nhé. Đấy. À, hai cái này bằng nhau thôi. Bởi vì sao đây? Các em nhìn này. Các em có thấy cái phần này này, có giống cái phần này không? Giống không? Đấy. Hai con này giống nhau đúng không? Vậy thì chứng tỏ là cái phần đuôi của nó, cái phần đuôi này, đấy, nó cũng phải giống nhau nhá các em. Nếu mà đầu nó đã giống nhau rồi thì đuôi nó phải giống nhau nhá. Đấy, thì các em cho hai cái phần đuôi bằng nhau, từ đó các em tìm được K thôi. Lấy máy tính của mình nhá. Đưa về mốt 1 thì mới ship zone được. Chúng ta bấm là gì nào? 22 độ này, 30 phút này, đấy. Cộng với này, x đúng không? X nhân với 360 độ này. Chưa? Bằng với 1822 độ này, 30 phút này. Đấy, bấm thêm một lần là phút thôi. Bấm shift zone, bấm bằng. Đấy. Bằng mấy đây anh em? 5 đúng không? Anh em có ra bằng 5 không? Ừ, đấy, anh em ra bằng 5 đúng đúng anh là được rồi. Đấy, kịp không? Đó. Thế thôi. Được chưa? Tí nữa anh sẽ dạy cho một vài cái chiêu nữa nhưng mà căn bản là cái này thì chỉ cần nhẹ nhàng, cái này là nó đã ra rồi. Ok ok em. Được chưa? Mọi người có ra hết không? Chỗ Huyền các thứ này có ra không? Đấy, mọi người ra không nhỉ? ok rồi, đấy, ra được là được rồi. K bằng 5 nhé. Rồi. Nào, câu tiếp theo này. Nào, câu tiếp theo này. Anh em giải câu này thế nào nào? Anh em giải câu này thế nào? Em thấy đáp án. Ây da, mày thấy đáp à? Rồi, thế thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn giải tay trước nhá, được không? Đấy, anh sẽ hướng dẫn giải tay. Ừ, nào. Thì câu này dễ lắm, đây các em nhìn này, dễ lắm. Nào, chúng ta, người ta cho mình một cái biểu thức nhá. Đây, các em cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh, anh hướng dẫn từ từ là các em hiểu ngay. Các em có này, 10π, đúng không? 10π nhỏ hơn góc alpha, đúng không? Nhỏ hơn gì nào? 11. Ừ, 11π. Thế nhưng mà alpha người ta cho chưa? Cho 11. Chưa? Ừ, alpha nằm ở đâu? Nằm ở giữa đúng không? Thế các em thay vào cho nó đúng vị trí nhá. 10π này, nhỏ hơn pi trên 2, cộng gì nào? Cộng với K2π, kịp không? Nhỏ hơn 11π, có ổn không nhỉ? Ủa? Ổn đâu? Rồi, bây giờ các em sẽ lược pi đi nhá, các em lược pi đi. Lược pi nhá, thì lúc này các em sẽ thu được như sau này. Nhìn nhá, 10 nhỏ hơn 1 phần 2 cộng với 2k nhỏ hơn 11, có hiểu không? Ủa? Ok, rồi tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cho anh này. Chuyển cho anh 1 phần 2 sang hai vế. Chuyển. Chuyển 1 phần 2 sang hai vế nhá. Đây này, các em vừa phải chuyển sang vế trái, được chưa? Mà các em vừa phải chuyển sang vế phải, kịp không? Kịp không? Như vậy là các em được là bao nhiêu? 10 trừ 1 phần 2 nhỏ hơn 2k nhỏ hơn 11 trừ 1 phần 2, kịp không? Kịp không? Đấy, em biến đổi rất từ từ nhá. Anh em biến đổi từ từ để cho các em dễ hình dung thôi. Ổn không nhỉ? Ổn không? Ổn không? Ổn không? Ừ, rồi. Nào, 10 trừ đi 1 phần 2 là được bao nhiêu? 10 trừ đi 1 phần 2 là 9,5. Ừ, rồi, ok. Chơi quả 9,5 là đẹp đấy bạn ơi. 9,5 nhỏ hơn 2k, nhỏ hơn bao nhiêu?
10,5. Ừ 10,5. Rồi, bây giờ anh em chia hai cả hai vế đi. Được chưa? Anh em có này, 9,5 chia 2 sẽ nhỏ hơn k, nhỏ hơn 10,5 chia 2. Kịp không anh em ơi? Đó, anh em chia hộ tôi phát nào. 9,5 chia 2 được bao nhiêu? Được 4,75 đúng không? Đúng rồi. Ừ, nhỏ hơn k, nhỏ hơn 10,5, anh em chia 2 hộ tôi phát nào. 5,25. 5,25, ok, 5,25. Đấy, thế thì giữa số 4,75 và số 5,25 thì anh em bắt buộc chỉ có thể chọn k bằng mấy thôi? 5. Chính xác, chỉ có thể chọn k bằng 5. Ok chưa anh em? Đấy, viết rất từ từ rồi nhá, có hiểu kịp không nhỉ? Có hiểu kịp không? Đấy, rất từ từ rồi nhá, yên tâm về xem lại. Đấy, học online kiểu này cũng ổn hết, sau về ngồi xem lại. Hoặc là ngồi bắt lỗi của ông thầy. Đấy. Về thấy anh ngồi giải sai bia biết ra. Xong bắt đầu gửi vào trong nhóm của anh rồi. Cái đoạn này anh giải sai bia biết. Được mà, thoải mái nhá, thoải mái luôn. Ok, học sai là chuyện bình thường mà. Được chưa mọi người ơi? Được. Ok, đấy nhá. Thế còn cái câu này, cái câu này thì thử đáp cũng được, thử đáp cũng được. Đấy, nhưng mà thôi, anh sẽ hướng dẫn giải tay một thời gian, sau đấy thì sau anh sẽ hướng dẫn bấm máy mấy câu kiểu này. Mấy câu kiểu này bấm máy được hết đấy mà. Rồi, xem tiếp câu tiếp nhá. Kịp không? Mấy đứa có kịp không? Trời ơi. Nào, cố gắng nhá. K bằng 5. Rồi, ok. Cái câu này gì hay hay ta? Cái câu này, cái câu hỏi nó là nói về vấn đề gì? Một chiếc đồng hồ, rồi có kim giờ chỉ số 9, rồi và kim phút chỉ số 12, rồi số đo của góc lượng giác, được chưa? Hợp bởi OG và OP. Mọi người đợi anh Tịnh nhé, anh vẽ cái đường tròn ra nhé, để cho mọi người quan sát. Đây là cái đồng hồ nhé mọi người, ok chưa? Đấy, kim giờ thì nó chỉ vào số mấy anh em? Số 9 đúng không? Ờ, như vậy là kim giờ chỉ vào số 9 này. Ok, số 9 thì nó nằm ở đây, đúng không? Rồi, kim phút thì chỉ vào số 12 nhá anh em. Đấy, kim phút nó chỉ vào số 12, như vậy nó sẽ ở bên trên chỗ này, đúng không? Đó. Rồi, ok nhá. Như vậy đây là thằng gì nào? O này, được chưa? Đây là thằng gì? G này. Và đây là thằng P. Nào, bây giờ nhá anh em nhìn này. Cái góc này nó chạy từ đâu đến đâu? Anh em nhìn này, nó phải chạy từ từ gì sang gì ạ? Từ G sang P, anh em hiểu không ạ? Được chưa? Cái góc này nhá, nó phải chạy từ G chạy sang P. Được chưa? Thế anh em quan sát cho tôi này. Nếu mà chạy từ G, G nó nằm ở đây nhá, mà chạy sang P nó nằm ở đây này. Chạy từ G mà chạy sang P thì là chạy ngược chiều hay xuôi chiều kim đồng hồ? Ngược hay xuôi? Hả? Xuôi. Ừ, chạy xuôi đúng không? Chính xác, chạy xuôi, chạy xuôi. Độ lớn của góc này là bao nhiêu độ? Độ 90. Lớn. Ừ, thực chất phải là âm 90 độ chứ, đúng không? Có phải là âm 90 độ không? Phải. Ừ, nó phải là âm 90 độ nhá. Bởi vì anh em mình đang quay xuôi chiều kim đồng hồ. Nào, nhà mình có hiểu không nhà mình ơi? Nhà mình ơi, nhà mình hiểu không? Có. Ừ, nhà mình đang quay xuôi chiều kim đồng hồ nhá, thì cái góc đấy nó phải âm. Được chưa? Nó phải âm nhá. Đấy, như vậy là nó phải là âm 90 độ nha. Như vậy nào. Nào, anh em dùng cái công thức, cái quần què gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Sắc sắc lơ đấy. Ờ đấy, nó gọi là cái hệ thức sắc lơ đấy. Cái hệ thức củ chuối đấy. Thì anh em sẽ có nhá. Tổng quát đấy, anh em có cái công thức tổng quát đó là âm 90 độ cộng với K nhân 360 độ nha anh em. Được chưa? Âm 90 độ cộng với K lần của 360. Được chưa? Đấy. Nào, thế thì bây giờ anh em sẽ đưa về đáp án nào trong 4 đáp án này? Đáp án nào trong 4 đáp án này? Câu này hay, đấy. Anh em nhìn này, ô anh ơi, em thấy chẳng có cái đáp án nào, đúng không? Em ý thấy... C. Ừ, thế tại sao lại là ý C hả đồng chí? Đúng, ý C. 20 trừ đi trừ 90 xong rồi chia cho 360 à? Nó phải ra bội của 360 à? Ừ, nó phải ra bội của 360 đúng không? Nó nói thế mọi người có hiểu gì không? Rồi, anh sẽ giới thiệu cho mọi người một kỹ thuật nhé. Đấy, một cái kỹ thuật dễ thôi. Cái này thì dễ này, rất là dễ. Cái này anh tách như thế này có được không? Đấy nhá, anh tách này. Anh tách này là bằng âm 90 độ cộng với nhá, 360 độ cộng với K
trừ 1 nhân 360 có được không? Có được không? Được. Ừ, nào âm 90 cộng 360 về bao nhiêu? Âm 90 cộng 360 về 270. Ừ, đấy, k trừ 1 nhân 360. 360. Ừ, nào do k là số nguyên, nghe kỹ này, k là số nguyên thì k trừ 1 có là số nguyên không? Có. Có, như vậy nó là 270 độ cộng với l lần của 360 chưa? Rồi. Rồi, vậy chính là ý C của em chưa? Rồi. Ok. Đấy, thế thôi nhá. Tất nhiên là cái này chúng ta vẫn phải biến đổi đúng không? Tuy nhiên nhá, tuy nhiên này, thực chất là anh biết là bây giờ cái khả năng tưởng tượng của em nó rất là tốt ấy, thì anh sẽ hướng dẫn bọn em có thể là suy luận một tí nữa nhá, được không? Được chưa? Được. Chúng ta sẽ dùng cái kiểu này để sau này, ơi hình như có đứa nào bấm cái gì ạ? Đấy, để sau này khi mà chúng ta giải một số phương trình lượng giác nhá các em. Khi mà anh em mình giải phương trình lượng giác ấy thì anh em mình sẽ phải dùng cái kỹ thuật này nhá, được chưa? Anh em mình phải dùng đấy, phải dùng, nên bây giờ anh sẽ giới thiệu luôn. Đây này, các em nhìn này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vẽ cho anh một cái vòng tròn lượng giác ra. Được chưa? Các em cứ vẽ cho anh một cái vòng tròn thôi. Đấy. Ok chưa? Có thêm mũi tên nữa cho nó rực rỡ cũng được. Đây, anh sẽ lấy thêm tí mũi tên vào cho nó trông cho nó màu mè. Đấy. Được chưa? Đấy, anh lấy cái mũi tên vào cho nó. Ui, lệch rồi. Lệch sang đây. Đây, ok. Đấy. Ok chưa? Mày được thấy không? Được không? Hơi màu mè nhá. Bắt đầu anh sẽ viết như thế này này. Anh viết đây là gì nào? Không này. 90 này, kịp không hả mấy đứa ơi? Kịp không? Ừ, đây là bao nhiêu? 108 này. Đây là 207 này. Quay lại là bao nhiêu? 306 đúng không? Cứ như thế, đúng chưa? Rồi, thế bây giờ mấy đứa quan sát cho anh này. Điểm âm 90 nó nằm ở đâu? Cái này khó. Khó với mấy đứa này. Âm 90 nó nằm ở đâu? 270. Ừ, chính xác. Âm 90 này này. Âm 90 là quay theo chiều nào nào? Quay theo chiều nào? Xuôi. Chính xác. Quay theo chiều xuôi, một góc bao nhiêu độ? 90 độ. Chính xác. Vậy bắt đầu từ đây có đúng không? Đúng chưa? Bắt đầu từ góc này, quay xuôi nào, quay xuôi. Xuôi đây, đấy. Xuôi thì nó xuống đâu? Có phải xuống đây không hả mấy đứa? Đúng chưa? Thế thì điểm này chính là âm 90 độ nha mấy đứa nhá. Ok chưa? Đấy. Quay xuôi chiều kim đồng hồ là âm. Như vậy thì mấy đứa đã nhìn ra được một cái vấn đề là gì chưa? 207 thì trùng với gì nào? 90. 207 chính xác thì tương ứng nó cũng chính là âm 90 luôn nha. Ok không? Đấy, được chưa? Cho nên là hai cái đáp án này nó sẽ về cùng một mối nhá, được chưa? Hai thằng này sẽ về chung một nhà luôn nhá các em. Đó, ok chưa? Được nhá, xong câu 33. Rồi, bây giờ mình sang câu 34 này. Rồi, như vậy là xích ký C nhá. Tiếp đi, cố lên. Gần hết rồi. Có thể là ngày mai anh sẽ gửi video lý thuyết cho để anh xem em mà anh dành dành thời gian anh gửi. Dạo này kiểu của lớp 12 nó sắp thi ấy, anh đang tập trung gọi là tối đa công lực support cho bọn nó. Đấy. Nào 34 nào. Trên đường tròn lượng giác có điểm gốc là điểm A. Rồi. Ừ. Anh vẽ nhá, được không? Anh vẽ cho các em dễ hiểu nhá, được không? Cố gắng nhá. Buồn ngủ chưa hả mấy đứa ơi? Anh em chat vào không chat coi xem nào. Bảo anh ơi em buồn ngủ lắm rồi. Đấy. Gần hết rồi, một mấy câu nữa thôi, xong rồi anh em mình đi ngủ. Thực ra là tí nữa anh lại vào anh like dậy vào 12 tiếp. Đây, vòng tròn lượng giác nha. Học nhiều quá, ốm ra ấy. Rồi, ô nhá, đây là x này, đây là y nha mấy đứa. Rồi, trên đường tròn lượng giác có điểm gốc là điểm A. Thì điểm A nằm ở đâu? Ở đây này, đấy. Được chưa? Điểm M thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo là 45 độ. Nào, anh hỏi này, 45 độ này là âm hay dương các em? Dương. Ừ, dương thì em phải lấy ở đâu? Lấy ở trên. Đúng rồi, ở trên nhá. Đó, lấy theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ ấy thì điểm M nằm ở đây này. Thì hôm trước mà có đứa nào nghỉ nhá thì có thể xem lại này, anh mô tả lại một tí thôi. Tức là các em quay ngược chiều kim đồng hồ nhá, các em quay ngược chiều kim đồng hồ. Đó, thì cái chiều này người ta quy ước rằng là chiều dương nhá. Con này là dương 45 độ nhá các em. Ok chưa? Thì lúc đấy cái góc 45 độ thì các em đo bằng góc hình hòm như bình thường thôi. Đây nhá. Cái góc 45 độ đây này. Đúng không? Đó. Đấy, góc 45 độ là chính là cái góc bên trong ấy. Để các em hiểu thế thôi cho nó dễ. Đấy, đây là 45 độ nhá. Nhưng mà nhớ quay ngược chiều kim đồng hồ. Rồi tiếp tục nào, người ta hỏi là gì nào? Gọi điểm N. Điểm N này là điểm đối xứng với điểm M qua trục gì?
Ôi. OX, ok, vậy thì cái điểm điểm nào nó nằm ở đâu các em? Nằm ở dưới. Chính xác, nó nằm ở bên dưới chỗ này. Đúng không? Đó, nó nằm ở đây. Đây có phải điểm N không các em? Đối xứng, đúng không? Mấy đứa có hiểu không? Đối xứng, đúng chưa? Đấy. Thế thì lúc đấy số đo của cung lượng giác AN bằng bao nhiêu? -45 độ. Ừ, chính xác. AN nó lại đi theo chiều gì rồi? Nào, anh em mình lại tư duy thôi. AN là chiều gì? Chiều âm. Chính xác, chiều đi ngược lại chính là chiều âm, đúng không? Mà con này là âm 45 độ nha, ok chưa? Âm 45, vậy các em xích cho anh con nào? D. Ừ, con D nha, được chưa? Này, cái này là cung lượng giác nhá. Được chưa? Cung lượng giác A, từ từ. Bây giờ về vấn đề cung, chờ anh một chút. Để anh mở lại cái cuốn sách giáo khoa một chút. Tại vì anh muốn xem là cái cung lượng giác với cái góc lượng giác nhé. Tại vì theo anh nhớ không nhầm ấy thì như thế này, nghe nhé. Góc lượng giác là được cộng thêm cái phần đuôi đây này. Góc lượng giác là được cộng thêm cái phần đuôi. Còn cung lượng giác có được cộng thêm phần đuôi hay không nhỉ? Để anh mở sách nhé, các em chờ anh một tí. Để anh mở sách cho nó chắc cốt. Sách giáo khoa đây rồi, mình xem đúng trong sách đi cho nó đảm bảo. À, hình như cùng nó vẫn giữ nguyên hay sao ấy, nó không cộng, nó Ok, nghĩ cho anh một tí nhá. Để anh xem cung và góc nhá. Cung và góc, cái này anh phải rất là rõ ràng với anh em ấy. Để anh sẽ cố gắng là làm sao anh em mình học nó bài bản một tí. Cho anh tí nha. Hệ thức Sackler. Rồi, đây rồi, nó có hệ thống khái niệm đây nhá. Góc lượng giác này. Đây nhá, đây, góc lượng giác đây các em gì này. Góc lượng giác đây nha các em, các em nhìn được không nhỉ? Đây nhá, đây các em gì này. Có thấy chữ góc lượng giác ở đây không? Đó, góc lượng giác thì nó làm sao nào các em? Làm sao đây? À, nó cộng thêm đuôi, các em thấy chưa? Đấy, anh vừa nói đấy, góc lượng giác nó cộng thêm đuôi nhá, các em thấy không? Góc lượng giác nó cộng thêm đuôi. Các em đợi anh để anh xem cung. Anh xem cung xem là nó có cộng thêm đuôi không nhá các em. Các em đợi anh một tí thôi. Để anh xem cái vấn đề cung lượng giác. Nó có nói về cung ở trong đây không? Nếu mà không có thì để anh kiếm tài liệu anh sẽ gửi cho. Đấy, không là sau là ông thầy giáo là ông ấy bắt chết đấy. Ông ấy này gọi là mấy cái thằng này lươn cươn. Đường tròn lượng giác này. Cung kìa. Đâu cung đâu, cái này không có cung mà đồng chí. Tại vì cái sách này của anh em bây giờ nó sách mới, ngày xưa anh thời cổ lỗ sĩ thì có dùng cái quyển này đâu. Trong đây lại không, nó không không ghi cái cung nhỉ. Thế anh thấy sách cũ nó có ghi cùng không? Sách sách cũ ấy, thì cái vấn đề cung cung thì nó với góc của nó cũng giống như nhau thôi, nó đều được cộng thêm k lần em ạ. Đã là lượng giác là được cộng thêm k lần thoải mái. Thôi rồi, cái này nhá, cái này xin phép đợi anh em một chút nhá, được chưa? Đây này, cái này là kiểu như là anh cũng rất là muốn rõ ràng với anh em cái đoạn này. Đây anh em hình dung không, nó có cái đáp án A và cái đáp án D, nhưng mà đã là lượng giác ấy, đã là lượng giác thì thông thường là sẽ được quyền cộng thêm k lần 360 nhá. Chỉ có hình học thì mới không được cộng k thôi. Còn đã là lượng giác này này, số đo là số đo của cung lượng giác nhá, thì nó sẽ được cộng bình thường nhá. Ok, để về anh sẽ xem kỹ lại trong cái cuốn sách giáo khoa của bọn em nhé, xem nó có đề cập ở lớp dưới hay không. Đấy, bởi vì là hình như là năm nay bọn em 11 thì lớp 10 nó cũng đã học lượng giác rồi, đúng không? Đấy, thì anh sẽ xem trong cái đấy xem mà nó có nói về cái vấn đề là cung này thì nó có cần cộng hay không nhá. Thì anh sẽ trả lời cho các em, được chưa? Để cho nó đảm bảo. Đấy. Nhưng mà theo anh là có đấy nha, bởi vì là đã là lượng giác thì các em vẫn được cộng bình thường nhá, được chưa? Anh em cho tôi nợ nhá. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ xử tiếp nha anh em. Mình sẽ xử tiếp một chút nữa. Nhìn có vẻ hơi phức văn tạp đúng không? Đấy, nó có vẻ hơi phức văn tạp đấy. Thì tí nữa anh sẽ xem lại một chút và anh sẽ gửi cho anh em xem sao. Bây giờ anh em chỉ cần tìm được các cái điểm và anh em hiểu được cái sự biểu diễn của nó thôi thì là đã thành công rồi. Còn cái việc cộng k hay là không cộng k thì chúng ta giải quyết từ từ là sẽ ra ngay. Nào, bắt đầu nhá. Trên đường tròn này có điểm gốc là điểm A này.
Ok. Rồi, cho to lên tí nữa đi nhỉ. Hợp lý không? Cho to lên tí nữa đi. Ở thế mấy đứa này học cùng lớp với nhau không? Có cùng lớp không? Không. Hay không cùng lớp luôn à? Thế mà chúng mày máu đấy. Trên đường tròn nhá. Ừ. Đấy, trên đường tròn. Anh chủ yếu anh dạy 12 thôi. 12 với 9, đấy hai cái lớp anh rất là đam mê. Còn những cái lớp khác thì cứ chơi đi, bọn em cứ chơi tẹp đi, lo cái gì. Chữ Y này, rồi à, điểm gốc là điểm A nhá, được chưa? Điểm gốc là điểm A này. Rồi, ok. Nào, điểm M này, các em quan sát nhé. Điểm M này, thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo là 60. Được chưa? 60. Thế thì 60 là 60 âm hay dương nào? Dương. Ừ, như vậy nó sẽ nằm ở đâu? Trên. Ừ, chính xác nó nằm ở trên chỗ này nhá. Ok không? Thì các em lấy vào đây cho anh này. Đấy. Quay ngược chiều kim nhá các em. Mấy đứa quay ngược chiều kim nhá thì mấy đứa sẽ ra thôi. Đấy, ok chưa? Cái góc này nè. Đó. Đây, bây giờ anh sẽ viết ở bên trong luôn nhá cho nó tiết kiệm. Đây. Nhớ là quay theo chiều này nhá mấy đứa nhá. Đó, đây là chiều dương lại chiều ngược chiều kim đồng hồ ấy. 60 độ nha mấy đứa. Rồi, bây giờ điểm N thì làm sao? N làm sao anh em? N đối xứng với M. Ừ, với M qua trục OI. Thế thì cái điểm N nó nằm ở đâu? Nó nằm bên tay trái. Ừ, trên này, đúng không? Có đúng chỗ này không? Ok chưa? Rồi, số đo của cung AN bằng bao nhiêu nào? Số đo cung AN bằng bao nhiêu? Nào, đứa nào xử được câu này cho anh cái nhỉ? Em ra 120. Ừ, 120 là ổn đấy, chính xác nhá. Nếu mà cái góc này bằng 60 thì cái góc ở cái vị trí còn lại là bao nhiêu? Nhìn thấy con chuột của anh không? Chỗ này này, bao nhiêu? 60. Đâu, chỗ này không phải 60 đâu, 30 thôi. Chỗ nào ạ? Chỗ con chuột của anh. À ừ, cái chỗ này là 30. Ừ, đấy, cái chỗ này chỉ là 30 thôi. Mà theo tính chất đối xứng nhá, thì cái chỗ bên phải này có bằng bên trái không? Có. Ừ, cũng bằng 30 đúng không? Vậy thì nếu mà em cho chạy thông một phát, chạy thông một phát từ đâu đến đâu nào? Từ A đến đâu? N. Ừ, thì từ A này này mà các em chạy thông một phát đến N luôn thì là được bao nhiêu? 120 đấy, đúng rồi. Các em chạy thông một phát này, các em chạy thông từ A và các em chạy thông một phát đến chỗ N này luôn này thì sẽ được là 120 nhá. Ok nhá. Thì các em cứ tạm thời cứ quanh cho nghỉ D trước nhá. Được chưa? Đấy. Còn cái vụ mà có K hay không có K thì anh sẽ xử lý cho anh sẽ báo lại cho các em, được không? Ok không? Được chưa? Ok. Ừ. Anh mò lại cái đống sách cũ của anh phát coi xem là nó có ca hay không. Tại vì nhá, góc này, em nhớ này, góc thì chắc chắn là có ca 360 rồi. Đấy, chỉ có cung thôi. Nhưng mà hình như cung là không có đâu. Đấy, hình như thế đâu. Tại vì anh nhớ hai cái đối tượng đấy là nó có một cái sự khác biệt. Đấy. Ok chưa? Nhà mình có hình dung được không? Bây giờ cứ tính được góc ra đã nhá. Ừ, đấy. Rồi, tiếp tục nhá. Ờ, vậy thì nó có thể là con này, đúng không? À, con này cứ đánh dấu hỏi chấm đi. Nào, tiếp tục nào. Ờ, lại còn đối xứng con gốc tọa độ à? Ui giời ơi, nào lắm cái kiểu đối xứng thế. Rồi, ok. Xong rồi anh sẽ cố gắng anh trả lời em ngay thôi. Có thể là kiểu nữa hoặc là sáng mai gì đó. Nhanh ấy mà. Nào, vẽ cái vòng tròn ra nhá. Nhà mình cố gắng lên. Anh thấy bây giờ bọn nó còn đang cắm rễ tại mi xê thứ này. Cắm rễ tại mấy quán trà chanh thế là chán đời luôn này. Ok, học nghề khi nào đó anh em mình phải giao lưu ha. Bây giờ anh bình thường anh đi làm thì anh chỉ lên đến chỗ sân cổng thôi, chỗ trên Tân Long tí. Muốn đi vào Đại Từ để phải đi lên đoạn nữa xong rẽ tay trái đúng không? Có cái chỗ ngã ba đúng không? Người ta gọi là ngã ba Đại Từ ấy đúng không? Đúng không nhỉ? Vâng. Ừ, xong rẽ vào đúng không? Ừ. Ok. Ờ, trên đường tròn này, ok nhá. Đây là O này, đây là X nhá, đây là Y nhá. Lấy điểm A vào đây này. Nào, số đo của cung AM nhá. Đây, mấy đứa quan sát này. AM 75 độ nhá. Vậy lấy chiều dương nhá, mấy đứa nhá. Chiều dương này. Ok, giờ điểm M vào đây. Kịp không? Đấy, cuối ngày rồi nên anh sẽ làm nhanh nhanh một tí nha. Đấy, ok chưa? Kịp không? Mấy đứa đẩy theo chiều dương cho anh nhá. Chiều này này, bao nhiêu độ nào? 75 độ, kịp không? Ok chưa? Nào, gọi điểm N là điểm đối xứng với điểm M qua gốc tọa độ O nhá, được chưa? Thì các em hình dung là gốc tọa độ O ở đây đúng không? Thế thì cái điểm N nó nằm ở đâu? Nó là tít dưới chỗ này này.
Kịp không nhỉ? Kịp không? Đối xứng mà. Ổn không nhỉ? Ổn không? Ajinomoto. Ajinomoto. Kịp không đấy? Kịp không? Kịp. Ok rồi, nào cái bây giờ mấy đứa tính cái gì nào? Nó bắt mấy đứa tính cái gì? Số đo của cung AN nào? AN nó chạy từ đâu đến đâu hả mấy đứa? Chạy từ A, chạy đến gì? Chạy đến N đúng không? Nào mấy đứa chạy từ A đến N nhá. Để chạy từ A đến N có mấy kiểu chạy? Có mấy kiểu chạy? Hả mấy đứa? Hai. Đúng. Rồi đấy, hai kiểu chạy. Chạy thứ nhất thì chạy thế nào? Chạy chỗ trục. Ôi. Ừ đúng rồi. Đi mỗi nửa phẳng. À chạy theo, nếu mà có hai kiểu đúng không? Một là chạy xuôi hay chạy ngược. Đấy đúng không? Ở anh mô tả thế chắc là nhanh đúng không? Đây. Kiểu chạy thứ nhất là chạy như thế này này. Từ A là chỗ này đúng không? Đúng không cả nhà mình? Chạy thế nào? Chạy thế này. Kịp không? Rồi. Ừ đấy. Thế kiểu này thì được bao nhiêu độ? Thằng nào tính được mới là A đấy. Bao nhiêu độ? Nào. Em áp dụng cái hệ thức sạc lơ đấy. Hệ thức sạc lơ đấy. Nào. Đấy nhá. Để chạy từ A đúng không? Để đến đâu nào? Để từ A đi đến đâu? Đi đến N, đúng không? Thì nói cách khác em có thể chạy từ A đến đâu trước? Đến M, sau đó từ M chạy đến thì là bao nhiêu? 255. Ừ, ok, giỏi. Nào, từ A đến M là được bao nhiêu độ hả mấy đứa? A đến M là 255. Ừ, tớ đập cho mày cái A đến M. A đến M. 75. Từ M đến A đến N. M đến N là bao nhiêu? M đến N là 180. Chính xác. 80. Nửa vòng đúng không? Nửa vòng là 108 cộng lại xem có phải là bằng cái bọn em vừa đọc không? 255 không? À. Hiểu chưa? Không chưa? Đấy, đây là kiểu chạy thứ nhất nhá. Ổn không? Kịp không? Đi xuống đây. Xóa này đi nhá. Xóa đi này. Rồi kiểu chạy thứ hai thì chạy thế nào nào? Chạy ngược đúng không? Nào cho chạy ngược cái nào. Đấy, chạy ngược đi các bạn. Chạy ngược vào đấy. Đấy. Ok chưa? Nào, thế chạy ngược thì là bao nhiêu? Chúng ta quan sát góc này này chính là góc kề bù có đúng không? Đúng chưa? Có phải là kề bù không? Kề bù với góc nào nào? Kề bù với góc nào anh em? 75. Có đúng không? Anh em có nhìn được không? Đây nhá, anh dùng cái highlight để đánh dấu nhá. Góc này với cái góc này có phải là kề bù không? Ừ, nào, hai góc kề bù thì có tổng số đo là 108 ấy gì? Đúng không? Nó là góc bẹt là 108. Mà nửa bên trên là 75 thì nửa bên dưới là bao nhiêu? 105. À bao nhiêu nhỉ? 100 linh mấy? 105. Chính xác, 105. Nhưng chưa xong chuyện đâu. Đấy, 105. Anh viết như thế này có được không? Anh viết như thế này có được không? Không nhá các em, không được đâu. Bởi vì góc lượng giác nó quy ước về gì các em? Về hướng, đúng không? Về hướng nhá. Các em nhìn này. Nếu mà anh đi theo con màu xanh lá cây là chiều âm hay chiều dương? Nào, em ơi, anh đi theo màu xanh lá cây là chiều âm hay chiều dương nào? Đây là chiều gì? Chiều âm. Ừ, chiều âm thì phải có dấu gì? Trừ. Ừ, phải có dấu trừ nhá. Đấy, mấy đứa thấy chưa? Còn cái con bên trên là cái con màu đỏ nhá. Màu đỏ là chiều gì nào? Chiều dương, đúng không? Chiều dương nên nó có dấu dương chưa? Có dương rồi nhá. Mấy đứa hiểu chưa? Không chưa? Đó, như vậy thì mấy đứa có hai kiểu đi nhá. Đấy, vậy mấy đứa có thể chọn là con C này này. Đấy. Đấy, con C. Kịp không nhỉ? Nhà mình kịp không? Kịp không? Sang câu tiếp nhá. Gần hết rồi, gần hết rồi. Ố, 37 này. 37. Nào. Oai, chà, chà. Nào, câu 37 này. 37 này mấy đứa làm thế nào? Em ạ, à, em chỉ đổi hết hàng góc. Em đổi hết hàng góc à? Ừ, hay đấy, giải pháp của em cũng tốt. Có cái giải pháp nào khác nữa không? Nào, người ta hỏi em là gì? Các cung nào có gì? Có điểm cuối trùng nhau đúng không? Chuẩn chưa? Đấy, bây giờ nha, anh sẽ hướng dẫn, hay là anh hướng dẫn bấm máy nhé, được không? Đúng nhỉ? Đúng không? Alo, alo. Được ạ. Ừ, bấm máy một chút.
bấm máy hay là anh biểu diễn bằng hình học nào, thích chơi kiểu nào? Bấm máy. Bấm máy nhá. Bấm máy đi, bấm máy này. Kem có này, mấy cái góc lượng giác ấy, thì bao giờ nó sẽ cho kem một cái như sau. Đó này, bản thân góc góc alpha ấy, góc alpha thì chính là bằng alpha cộng gì nào, cộng k hai pi có đúng không, đúng chưa? Nếu mà xét trên quan điểm radian đúng không? Đấy, đây là đơn vị là radian nhé em. Đấy, thế còn nếu mà em tính theo độ thì góc alpha cũng chính bằng góc alpha cộng gì nào, cộng với k lần của gì, 360 độ đúng không? Đấy, nếu đây là đơn vị độ, có hiểu không nhỉ? Đấy, tại vì sao lại như thế nào? Anh nói lại một lần nhé, anh nói lại một lần thôi, xin phép người nói rất là nhanh thôi. Đây, các hình dung là chúng ta trên một cái vòng tròn như thế này, đúng không? Đấy, thì ví dụ nhé, ví dụ đây là góc ở độ O này, được chưa? Tia đầu là thằng A đúng không? Đấy, tia đầu là thằng A nhé. Ví dụ ở điểm bờ này, điểm bờ này đang đại diện cho góc alpha nhé các em, được chưa? Thế thì nếu mà em cộng thêm, được chưa? Em cộng thêm 360 độ thì ban đầu này, em đang đi từ A đi đến đâu rồi nào? Ban đầu nhá, ban đầu là em đi từ A đúng không? Em đi đến đâu? Phải đi đến M rồi không? Đúng không? Đấy, mà em cộng thêm 360 độ nữa thì có phải đi được đúng một vòng không em? Có đúng không? Đấy, ừ, mà em đi đúng một vòng thì có quay lại vị trí ban đầu không? Có đúng không? Đấy, cho nên là nó sẽ mang giá trị là giống nhau. Đấy, thì bây giờ nhá, bài này nó hơi khó hơn một tí là nó đang tính theo cái đơn vị là đơn vị pi. Đấy, tức là đơn vị radian đấy em. Đơn vị radian, cứ có chữ pi này nó radian này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế này. Chúng ta sẽ có như sau nhá. Anh giả sử thôi, thực ra là bài này anh chả biết là con nào bằng con nào đâu. Thì ví dụ nhá, em nhìn nhá. Anh giả sử là anh có hai con này bằng nhau đi. Cái này anh giả sử thôi nhá. Giả sử thôi đấy, còn tí nữa thì anh bấm thì nó sẽ lòi ra hết. Chúng ta có này. Chúng ta có là trừ 5 đi trên 6 nha. Anh sẽ viết để cho em xem một số thứ hay ho thôi. Đấy. Ví dụ anh cho hai con này bằng nhau nhá, thì nó sẽ bằng là pi trên 3 cộng với gì nào? Áp dụng đúng công thức chỗ này này. À không, nó phải bằng là không phải là pi trên 3 đâu, mà nó phải bằng là gì? À nó phải bằng là trừ 5 pi trên 6 cộng gì nào các em? Cộng với k lần của gì? 2 pi. Đây, anh đang áp dụng cái công thức này này. Có thể là ban đầu mấy đứa thấy nó hơi khó hiểu một chút. Đấy, mấy đứa nhìn được không? Nhìn được không nhỉ? Đấy, anh đang áp dụng cái công thức này. Có được không ở mấy đứa? Được không? Ừ, thì bây giờ này, bây giờ anh sẽ lược pi đi, anh sẽ lược pi đi. Lược pi đi để anh thu được một cái công thức trông thế nào nào mấy đứa? Trừ 5 phần 6, đúng không? Bằng gì? Trừ 5 phần 6, cộng cộng 2k, cộng 2k đúng không? Được chưa? Ok không? Đấy, kiếm không hả mấy đứa ơi? Được. Ok, bây giờ nhìn này, đến đây nhá, bắt đầu anh hướng dẫn bấm này. Dễ lắm, đây, mấy đứa bắt đầu vào trong bốt 8 cho anh. Vào trong bốt 8 nhá. Ok chưa? Vào trong bốt 8 được chưa? Còn cái máy của Huyền nhỉ? Huyền ơi, vào trong bốt 7 nhá Huyền nhá. Máy của em thì phải vào bốt 7, được chưa? Còn máy của mọi người thì vào trong máy 580 thì vào trong bốt 8 nhá. Ok, rồi. Mấy đứa bấm danh như sau này. Đừng đừng quan tâm đến cái anh viết này nhiều nhá. Chúng ta nhìn vào cái này, chúng ta bấm này. Em bấm danh âm 5 phần 6, bỏ pin đi nhá. Âm 5 phần 6, chính là con này này. Cộng với 2x, được chưa? Âm 5 phần 6 cộng 2x. Mấy đứa bấm như thế cho anh. Bấm như thế này. Được chưa? 2x, x nó chính là con k đấy. Ok chưa? Đấy. Ok không? Bằng nhá. Bắt đầu để cho anh là trừ 10, kết thúc bằng 10, bước nhảy bằng 4 nha. Này, có đứa nào bị hiển hiển thị con gò không? Có đứa nào hiển thị con gò không? Alo. Nếu mà các em mà bị hiển thị con gò nhá, thì các em bấm như sau này. Shift mode. Shift mode, đấy, shift menu đấy. Được chưa? Anh đọc là shift mode. Em bấm xuống 2 lần. Xuống 2 lần. Em chọn một mục bảng giá trị. Bảng giá trị. Rồi, em chọn cho anh dòng số 1. Thì như vậy nó sẽ tắt con gò đi. Đấy. Rồi, đấy thì lúc đấy nó sẽ chỉ con F thôi. Đấy. Bằng nha, rồi bắt đầu là trừ 10, kết thúc bằng 10, bước nhảy bằng 4 nha mấy đứa. Đó. Ok chưa? Thế còn trên 570 nhá, 570 thì anh không nhớ rõ cái gì nào, em bấm là vẫn là shift menu thôi. Sau đó em chọn vào cái mục table, tại vì nó tiếng Anh mà. Em bấm shift menu, em chọn vào mục table. Sau đó là em chọn vào cái mục fx ý, nhá. Cái dòng số 1 ấy là cái dòng fx ý. Đấy,
Rồi sau đó em nhập cho anh cái công thức như thế này, âm 5 phần 6 cộng với 2 lần x, được chưa? Âm 5 phần 6 cộng 2 lần x nhá, bằng này, bắt đầu là trừ 10, kết thúc bằng 10, bước nhảy bằng 1, ok chưa? Tại sao bước nhảy bằng 1? Bởi vì là bài này nó k nó là gì? K nó là số số đếm đúng không? Em nhảy bước nhảy bằng 1 nhá. Đấy, bấm bằng này. Rồi, bây giờ nhìn sang cột bên tay phải, nhìn sang cột bên tay phải và tìm cho anh xem là có cái thằng phân số nào này, có cái phân số nào mà bằng với cái phân số, ví dụ như có cái nào bằng 1/3 này, hay là 25/3, hay là 19/6 hay không là được nhá. Thế hiện tại chưa có này, nó đang âm này, chưa có nhá, chưa có này, chưa có này, vẫn chưa có nha. Nè, các em có nhìn thấy cái con 19/6 ở đây không? Nhìn thấy không? Có. Ừ. Bây giờ các em thử xem trong máy tính của các em có hiển thị cái con 19/6 giống anh không? Có không? Ừ, nhà mình ơi, nhà mình xem trong máy tính của mình có ai, mọi người có ra được là 19/6 giống anh không? Đúng không? Chỗ Huyền đang ở đấy, các em có ra không? Huyền với vẽ. À, em dùng 880 ạ. À? Ui, mày thế mày còn chất tốt cả anh. Trời ơi, mày chất hơn anh mấy chục lần rồi. 880 nhá, 880 thì phải vào cái mục hô hấp biết gì đấy, nói chung là hồi trước anh cũng có 880, xong bắt đầu anh chuyển sang cho thằng học sinh của anh dùng rồi. Lúc nó mới mua ấy, anh hơi thiếu em. Ừ, rồi. 880 thì 880 nhá. Thôi rồi, để mai anh tải cái 880 là anh sẽ ngâm cứu nó một chút. 880 bấm nó cũng thế đâu, nó không khác gì đâu. Thôi là phải cứu cứ xem tạm một chút nhé. Nó vẫn ở trong cái mục table đấy thôi, nó vẫn ở trong cái mục bảng giá trị thôi. Thế nhưng mà trông nó sẽ ở đấy, nó sẽ hơi củ chuối tí nhá. Thế thôi, thế bây giờ chúng ta cứ quan sát trên 580 đi. Sau này thì dùng hết 580 nha, thì 580 thao tác nó nhanh hơn, nhanh hơn nhiều á. 880 dùng sau này nó vướng lắm anh nói thật. Đấy, vì anh là người cứ bỏ tiền ra anh mua rồi này, là nó khó lắm, anh nói thật đấy. Đấy nhá, nào các em nhìn cho anh này, 19/6 nhá, thấy chưa? Đấy, các em thấy chưa, xuất hiện 19/6. Vậy là anh bắt đầu anh một nhóm luôn này, là con alpha này. Con alpha này là phải đi với con sigma, được chưa? Đây, cái này đọc là alpha nhá. Cái tiếp theo đọc là beta. Cái tiếp theo đọc là gamma. Và cái cuối cùng đọc là sigma, được chưa? Đấy, thì hiện tại thì con alpha đang đi với con sigma nha các em, được chưa? Đấy, con alpha đang đi với con sigma. Bởi vì trong cái con sigma nó xuất hiện là 19/6 này, các em thấy chưa? Kịp không? Ổn không? Được chưa? 19/6 nha. Rồi anh bấm xuống tiếp này, anh bấm xuống tiếp nha, xem còn không nha. Hết chưa? Hết rồi, đúng không? Càng ngày nó càng tăng như kiểu điên đảo ấy, được chưa? Như vậy con đầu tiên nhá là anh đã xử lý xong, được chưa? Đấy, là alpha đi với gì rồi nào? Alpha đi với sigma nhá. Đây, alpha này đi với sigma. Bây giờ anh em mình cùng kiểm tra xem là beta có đi với gamma hay không, được chưa? Thì chúng ta sẽ bấm máy tính cho anh như sau này, cực kỳ dễ kem gì này. Thì nhá, thì anh bấm một lần phát sau kèm luôn, bấm AC này. Hãy nhớ lang máng cái biểu thức này trong đầu, hãy chỉ cần nhớ lang máng thôi. Và chúng ta sẽ dùng nó để chúng ta bấm con beta nhá. Em bấm beta, em bấm như sau. Bỏ pi đi thì em có phải là có 1/3 không? Đúng chưa? Có đúng không? Đúng không? 1/3 nhá, đúng không? Cộng với gì nào? Cộng với 2x, có được không? 1/3 cộng với 2x nhá, được chưa? Đấy, bằng này, bắt đầu là trừ 10, kết thúc bằng 10, bước nhảy bằng 1 nhá. Em bấm bằng. Em kiểm tra cho anh xem có con nào bằng 25/3 hay không. Có con nào bằng 25/3 hay không? Thì em dừng. Có không? Có chưa các nha? Có, em thấy chưa? Đây nha, anh vừa bấm con beta thì nó lại ra vào con gì? Gamma, thấy chưa? Như vậy nó được ghép cặp chưa các em? Ghép cặp rồi đúng không? Đấy, như vậy các em thấy rằng beta sẽ được ghép cặp với gamma, thấy chưa? Đấy, như vậy các em chọn này, alpha và sigma nhá. Alpha và sigma, beta và gamma, như vậy nó là con B. Thì không anh em? Thì không? Vậy, cái này hay ấy. Đấy. Thấy chưa? Đấy, thì sẽ ghép cặp nhá. Đấy. Không, cái này bình thường. Không có gì. Trong kiểu em dùng góc ấy xong em ngồi em tưởng tượng. Ừ. Nào, tiếp tục. Anh em nhìn tôi nhá. Anh em nhìn này. Câu 38 này bắt đầu, anh em bắt đầu thuộc chiêu chưa? Bắt đầu chắc anh em cũng đoán được chiêu rồi đúng không? Anh em nhìn nhá, anh em nhìn này. Tôi sẽ bắt đầu này.
bắt đầu tôi giải cái câu 38 anh em xem nhá. Câu này mà anh em ngồi giải tay là thôi mệt, đáp rất mệt. Đấy, anh em bấm cho tôi như sau. Anh em nhìn này. Anh em xem tôi bấm nhá. Tôi bấm con đáp án A trước, anh em bấm là gì? 1/3. Đúng chưa? 1/3 cộng với gì ạ? Cộng với 2x, được không anh em? 1/3 cộng với 2x nhá, được không anh em ơi? Được không? Ok không? Anh em hiểu không nhỉ? Được không? Đấy, bằng nhá. Anh em bắt đầu là trừ 10 này, kết thúc bằng 10, bước nhảy bằng 1 nhá. Em bấm bằng. Anh em check cho tôi xem có con nào bằng âm 35/3 không? Check nha. Có không? Có không? Có chưa? Có rồi nhá. Vậy ý A có đúng không? Đúng. Ý này đúng nhá anh em. Hai con này bằng nhau. Ok không anh em? Ok không? Ok chưa? Con này đúng nhá. Hai con này sẽ bằng nhau. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ tôi sang con B này. Con B anh em dùng chiêu tiếp. Nào. 1/10 đúng không? Cộng gì nào? Cộng với 2x đúng không? 1/10 cộng với 2x nha, được chưa? Bỏ bi đi nhá, cứ bỏ bi đi mà mở bằng này. Bắt đầu vận trình 10 kết thúc bằng 10, bước nhảy bằng 1 nha. Anh em bấm bằng. Con này sao? Anh em check cho tôi xem có con nào là 152/5 không? Không rõ. Không rõ. Anh em ơi, anh em có thấy là nó toàn phần mấy thôi? Em... toàn phần 10 thôi, anh em có thấy không? Này, toàn phần 10 thôi. Toàn phần 10 thôi. Tôi chẳng thấy có cái con nào là phần mấy nào anh em. Phần 5 cả, đúng không? Anh em thấy không? Ê. Toàn phần 10 như vậy, con này chắc chắn là gì rồi? Sai. Ừ, sai. Nào, check tiếp. Anh em check tiếp con C nhá, tôi bấm để cho anh em xem, đúng chưa? Anh em bấm này, trừ 1/7 nào. Trừ 1/3 đúng không? Cộng gì? Cộng 2x, có đúng không? Trừ 1/3 cộng với 2x nhá, đúng chưa? Bằng này. Bắt đầu là trừ 10 tiếp tục bằng 10, bước nhảy bằng 4 nha. Bằng, anh em nhìn không? Anh em check cho tôi xem có con 155/3 không nhá. Phải có con 155/3 thì mới là đúng. Chưa đủ này, anh em nhìn này. Đến đây mới được có bao nhiêu thôi? 59 đúng không? 59 là chưa tới thôi. Chưa tới chứ không phải là không có. Anh em bấm AC này. Tôi sửa một tí, bằng này. Bắt đầu tôi để là 0 nhá. Kết thúc bằng 40. Bước nhảy bằng 4 nha. Cái máy tính của Huyền ấy thì em chỉ đến 30 thôi. Máy tính của em không tính được đến 40 đâu. Thôi anh cứ để 30 đi. Được chưa? Bước nhảy bằng 4 nha. Bằng này. Thì em check cho anh xem có con 155 không nhá. Em nhìn này. Có không? Chắc chắn là phải có. Thấy chưa? Có chưa? Có chưa? Có rồi nhá. Như vậy là con này đúng chưa anh em? Đúng chưa? Đấy. Tìm không anh em ơi? Tìm không? Tôi bấm con cuối cùng nhá. Bấm con cuối cùng này. Bao nhiêu nào? 1/7 anh em. 1/7 đúng không? Cộng với 2 lần của x nhá. Được chưa? 1/7 cộng với 2 lần của x nhá. Anh em bấm bằng này. Được chưa? Bắt đầu là 0, kết thúc 30, bước nhảy bằng 4 nhá. Anh em check này. Kiểu gì cũng xuất hiện con 281 nhá. Chắc chắn là phải xuất hiện con 281. Em nhìn này. Kiểu gì cũng phải xuất hiện. Đâu rồi? 281. Thấy chưa anh em? Chuẩn chưa anh em ơi? Chuẩn chưa? Đó. Ok không? Được không anh em ơi? Được chưa? Ừ, ok. Đấy. Ờ, bây giờ sang cái câu... thôi, làm cái hình vuông cho nó dễ nhá. Làm hình vuông trước đi. Về nhà giao nhiệm vụ cho anh em mà giải cho tôi cái tam giác đều nhá. Đấy. Ok không? Nhà tôi làm cho anh em hình vuông, còn về anh em tự giải cho tôi tam giác đều. Tôi tin là anh em giải được. Chắc chắn anh em phải giải được. Nào. Nốt nốt nhá, nốt. Chắc là anh em cũng mệt lắm rồi đấy. Thì chúng ta sẽ cố gắng nốt nha. Rồi tôi chữa nốt câu cuối đi. Sau đó là anh em cũng nghỉ ngơi. Ngồi nhìn máy tính mấy tiếng đồng hồ nó cũng hại mắt lắm. Mấy anh em đã ngồi ở đây là chúng ta đã trùng trì hướng rồi. Nào anh em nhá. Chúng ta có đây là góc tọa độ O nhá. Đây là X nhá. Đây là Y nhá anh em. Được chưa? Anh em cần phải chế tạo hình gì? Ok, anh em cần phải chế tạo hình vuông. Vậy anh em sẽ lấy vào đâu để được hình vuông? Lấy vào đâu để được hình vuông nào? Tôi lấy vui vui nhá. Tôi lấy vào đây này. Đấy. Đấy. Anh em bắt đầu tưởng tượng ra chưa? Có ra hình vuông không anh em? Đúng. Ừ, có ra hình vuông đúng không? Ok, nào. Bắt đầu tôi viết các góc lượng giác nhá. Bình thường ấy, bình thường thì anh em hay viết như thế này. 0 này, bao nhiêu độ? 90 đúng không? Nhiều nữa nào? 180 và 270 đúng không? Đấy, đây là trạng thái bình thường thì anh em hay viết như thế. Nhưng bài này nó có tính theo đơn vị là độ không hả anh em? Radian. Chính xác, bài này phải tính theo radian. Như vậy chúng ta sẽ không có viết là 90 độ như thế này nữa nhá. Đúng không? Chúng ta không biết như thế này nữa. Chúng ta sẽ viết theo radian cho anh. Nào. Bắt đầu này anh em nhìn này.
cả một vòng tròn thì là bao nhiêu anh em? 2 pi. Chính xác, cả một vòng tròn là 2 pi. Thế nửa vòng tròn là bao nhiêu? Pi. Là pi, chính xác. Nào, một nửa của một nửa là bao nhiêu nữa? Pi trên 2. Chính xác, pi trên 2, đúng không? Con này là bao nhiêu? Con này là 3 pi. Ừ rồi, ok. Như vậy anh em thấy rằng này, đây nhá, anh em nhìn này. Anh em nhá, tôi xuất phát từ điểm O có được không? Ừ, cái này tôi gọi là điểm A đi, bởi vì điểm O lại trùng ở bên kia mất. Nào, anh em nhìn tôi nhá, tôi xuất phát từ điểm A nha anh em, được chưa? Đấy. Nào, thì điểm tiếp theo tôi đến phải đến đâu anh em ơi? Điểm tiếp theo là điểm nào ạ? Có phải điểm này không anh em? Ừ, thế để đi từ A mà đi sang B thì tôi đã đi một góc bao nhiêu rồi? 90. Ừ, anh em cứ lại 90 thôi. Thực chất là đi góc pi trên 2, có hiểu không? Có hiểu không nhỉ? Từ 0 mà đi lên này là đi theo pi trên 2, đúng không? Tiếp tục. Nào, thì tiếp theo nào. Từ B tôi lại phải đi tiếp đến đâu? B là đi tiếp đến C, đúng không? Ừ, phải đi đến C, có đúng không? Có đúng không? Ừ, thì là cộng thêm bao nhiêu nữa? Pi trên 2. Ừ, lại cộng thêm pi trên 2, đúng rồi. Nào, gần hoàn thành rồi. Từ C đi đến đâu nào? C đến D. D đúng không? Là lại làm sao? Lại cộng thêm đúng không? Anh em thấy không? Lại cộng thêm bao nhiêu nữa? Pi trên 2. Ừ đúng rồi. Nào, từ D mà trở về A thì làm sao? Để làm sao ạ? Cộng thêm pi trên 2 nữa. Ừ đấy, thế thì mỗi một lần là anh em cộng thêm bao nhiêu ạ? Pi trên 2. Ừ, như vậy nó là đáp án A. Có đúng không? Đúng. Đúng chưa? Đánh giá. Đấy nhá. Nào, tại A thì là bao nhiêu? Tôi biết rồi nhá, tại A có phải là 0 lần của pi trên 2 không? Đúng chưa? Tại B có phải là mấy lần ạ? Một lần, đúng không? Một lần của pi trên 2. Tại C là bao nhiêu? Hai lần của pi trên 2, đúng không? Tại D là bao nhiêu? Ừ, 3 lần của pi trên 2. Về A là bao nhiêu? 4 lần của pi trên 2. Ừ, 4 lần của pi trên 2 có phải là 2 pi không? Đấy. Đúng chưa? Vậy nói cách khác đó chính là bằng k lần của pi trên 2 nhá, được không anh em? Ok chưa? Đấy. Như vậy tôi muốn đi hình vuông thì tôi đi theo góc là gì ạ? Góc pi trên 2, được chưa anh em? Pi trên 2. Ok chưa anh em ơi? Đấy. Thôi bây giờ chắc là anh em nghỉ ngơi nhỉ? Ít sai nhưng mà lại người ta kết thúc làm gì? Ơ, cái gì, hỏi, nó nói thằng lại mà. Em nghĩ sai, ban đầu em nghĩ sai nhưng mà em lại ra đáp án đúng. À, em ơi, có nhiều kiểu đi nhá. Ở đây là anh lấy là đi từ A nhá. Em có thể lấy chỗ khác vẫn được nhá. Ok không? Em chỉ kiểu nghĩ là đi từ A đến B nó ấy là pi trên 2 thôi. Ừ, đấy, ừ, nhưng mà phải cố gắng là làm sao. Anh bảo này, đi khép kín nhá em ơi. Đi khép kín nhá, nhớ chưa? Để tạo thành một hình vuông thì em cố gắng làm sao em đi khép kín nhá. Thế ví dụ nó bắt em làm tam giác đều thì đi thế nào? Em cũng kiểu 60-60 rồi. À, cũng kiểu 60-60 à, thế thì chưa chắc đâu nhá. Tam giác đều thì chưa chắc là 60-60 đâu nhá. Về nhà suy nghĩ cho anh cái tam giác đều nhá, ok không? Đấy, nhưng mà anh khẳng định với mấy đứa luôn này là không phải 60-60 đâu nhá, chắc chắn luôn. Đấy. Được chưa? Đấy, chắc chắn là không phải 60-60 đâu. Đấy, mà thực chất nó phải là 120. Đâu, nó phải là 120 nha mấy đứa nha. Thế còn tại sao là 120 thì về thử vẽ này. Thử vẽ là mấy đứa vẽ ra cho anh không? Đấy. Còn ngày mai anh sẽ gửi cho một cái video để xem là tại sao nó ra 120 nhá. Ok không? Được. Ừ, ok. Rồi thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi. Muộn phết rồi. Ừ, rồi tạm biệt mọi người. Yeah, ok, tạm biệt mọi người nhá. Ừ, ok. Chào nhá.